Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với series ARK. Và lại là tôi AV đây. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau phải không? Và anh em thấy tôi bây giờ trông thế nào? Từ quần áo cho tới nhà cửa này. Ui giời ơi, mọi thứ nó phải nói là mới toanh. Nói chung là cái cuộc sống của tôi bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Nó không còn nghèo nàn như ngày xưa nữa đâu. Tôi đã có được một cái căn nhà mới và có được một cái kho lương thực khổng lồ. Tôi sẽ không bao giờ phải chết đói hay là phải đi tìm đồ ăn nữa. Giường ngủ thì chăn ấm đệm êm, cứ thích ngủ lúc nào là nằm lên lúc đấy luôn. Đèn đóm thì tất nhiên tôi cũng đã thiết kế rất là đầy đủ, và không còn phải cắm đuốc như ngày xưa nữa đâu. Phía bên này thì tôi lắp thêm một số cái bàn để ngồi uống trà hay là ăn uống gì đấy vào buổi chiều. View thì nhìn thẳng ra cái con sông ở đằng kia. Bên ngoài thì rộng rãi, trông chả khác gì một cái khách sạn hay là resort gì cả. Kính nghĩa các thứ là cũng lắp đầy đủ này. Nói chung là để xây một căn nhà to như vậy ý, thì tôi đã phải tốn rất là nhiều thời gian. Bởi vì đây là thời tiền sử mà, kiếm nhiên liệu nó không đơn giản như anh em nghĩ đâu. Và tất nhiên là nhà đẹp như vậy thì không thể thiếu vật nuôi được rồi. Giới thiệu với mọi người luôn, thì đây là một con khủng long T-Rex. Tôi mới thu phục nó ngày hôm qua, và tôi coi nó như là một cái con vật kiểu canh nhà cho tôi. Đấy, anh em thấy mặt nó trông có đáng yêu không? Sao cu? Đói ăn à? Đói bụng chưa? Ui giời ơi, thực sự là nuôi con này thì nó hơi tốn kém một tí anh em ạ. Suốt ngày phải cho ăn thôi. Nhưng mà nếu nuôi một con khủng long mà để nó đói thì chúng ta cũng có thể trở thành bữa ăn của nó đấy. Thế nên là lúc nào cũng phải để nó no bụng, các bạn hiểu chưa? Ok, xuống bắt cá cho khủng long ăn đi hai thằng kia. Nhanh lên nhá, không tao thấy nó gầm gừ rồi kia kìa. Cũng may là nhà tôi thì nó gần một cái sông, thế nên là kiếm đồ ăn nó cũng khá là dễ. Chỉ cần bơi xuống thôi là đầy cá ở phía dưới này rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Kiếm con cá nào nó to to một chút nhá. Đấy, hai con đấy đi. Rồi. Ui giời ơi, nhất anh bạn khủng long đấy nhá. Hai con cá này mà ăn vào thì đấy cả mồm. Đấy, chén đi. Nuốt nhanh lên nào. Chuẩn bị tới giờ đi tắm rồi đấy cu. Ra ngay cái sông trên này tắm nha. Chậm chậm từ từ thôi nào. Đúng rồi. Đấy, xuống tắm đây. Đừng có ăn cá dưới này nhá. Để đấy bọn ta còn ăn nữa trời ơi. Nuôi cái con này mệt thật đấy. Thôi đứng đây tắm nắng tí đi. Bây giờ bọn tao đi có việc rồi. Nhớ là đừng có chạy long nhong đi chơi đâu đấy nhá. Ok. Được cái là nó cũng khá ngoan, sai bảo cũng rất là dễ các bạn ạ. Giờ thì chuẩn bị cho buổi tối nào. Ây da, lâu lắm tôi mới có được một cái ngày nó yên bình như thế này. Không phải đi săn hay thu phục bất kỳ một con quái vật nào cả. Nói chung là cuộc sống của tôi bây giờ nó khá là đầy đủ và trọn vẹn rồi. Chắc là tôi sống hạnh phúc như thế này tới già thôi các bạn ơi. Buổi tối thì bọn tôi thường hay đốt lửa trại ở bên ngoài để ăn uống. Nó sướng hơn rất là nhiều so với ăn ở trong. Và đây sẽ là thực đơn của chúng ta ngày hôm nay. Nó sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho bao công sức mà chúng ta bỏ ra những ngày qua. Chén nào. Từ từ. Tiếng gì thế nhỉ? Cái what the fuck? Đây không phải tiếng của quái vật đâu đúng không? Hai thằng chú mày có nghe thấy không? Có một âm thanh gì đó phát ra ở sau núi thì phải. Chuẩn bị vũ khí. Cái thứ tiếng này không hề giống tiếng của một con rồng. Nó cũng không hề giống tiếng của những cái con quái vật ngoài hành tinh. Này, mày có mang thuốc thuần phục không? Nếu là con gì lạ lạ chúng ta thuần phục nó luôn nha. Từ từ. Hình như nó phát ra từ hướng này. Để tôi bơi ra xem sao. Con gì vậy nhỉ? Ui, khỉ đột à? Ở kia lại còn mấy con cá này nữa. Tránh ra nào. Tao đang đi săn quái vật. Ui, có gì đây? Ôi không không không, đây không phải là một con khỉ đột các bạn ơi. Thứ gì vậy nhỉ? Tại sao nó lại bốc khói cơ chứ? Kìa bọn cá này, tránh ra nào. Đi ra. Úi dồi. Từ từ chú mày ơi. Ôi không. Úi dồi. Cứ tưởng nó hiền lắm, ai ngờ nó phá cả nhà tôi rồi. Con quái vật đáng ghét này.
Trời đất, ngôi nhà tuyệt đẹp của tôi. Dừng lại, mày sẽ phải trả giá. Tấn công nó đi T-Rex. Hãy xem sức mạnh khủng long bạo chúa đây. Nào, lại đây con quái vật kỳ lạ kia. Sống lên. Úi giời. Ui, T-Rex. Xong rồi, con khủng long yêu dấu của tôi. Trời đất ơi, nó đã hy sinh. Không không không, ngôi nhà của tôi. Trời, mọi thứ đã đổ nát hết rồi. Tại sao tự nhiên lại xuất hiện một con quái vật như vậy chứ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật này bao giờ cả. À, bỏ chạy thôi chúng mày ơi. Không, chúng ta cũng bị ăn thịt bây giờ. Tôi nhất định sẽ phải trả thù. Phải báo thù cho ngôi nhà của tôi và con khủng long T-Rex của tôi. Cứ đợi đấy. À, cuối cùng cũng thoát khỏi cái con quái vật kia. Không hiểu nó là thứ sinh vật gì nữa. Tại sao lại đen thế nhỉ? Không sao, chúng ta vẫn còn căn cứ bí mật. Ta đã lường trước cái sự việc này xảy ra rồi. Đi sang bên này đi. Chúng ta sẽ lấy vũ khí và quay lại tiêu diệt con quái vật kia. Băng qua con sông này đi. Nó chỉ ở tảng đá ngay kia thôi. Chúng ta sẽ lấy một loại vũ khí siêu mạnh. Cái vũ khí này tôi đã cất chứa nó từ rất lâu rồi. Và chỉ trường hợp đặc biệt tôi mới lôi ra thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ không thể chịu nổi nữa. Rồi, hai thằng kia đứng ở dưới đợi nha. Bây giờ đợi tao bấm mật khẩu cái nào. Ok, giới thiệu với hai tụi bay. Đây là thanh kiếm plasma. Thanh kiếm này có thể chém một phát là đứt đôi một tảng đá và bất cứ thứ gì. Ta đã chế tạo thanh kiếm này từ rất lâu rồi. Chúng mày cũng nên cầm hai cái đi. Đây, nhìn cho kỹ này. Thấy chưa? Bất cứ thứ gì chạm vào thanh kiếm này nó cũng đều đứt. Cả kể quái vật hay là khủng long. Đây là trường hợp đặc biệt nên chúng ta mới sử dụng thôi nha. Chắc chắn là con quái vật kia sẽ không chịu nổi cái sức mạnh này đâu. Giờ thì đi tìm nó nào. Nó kia rồi. Có vẻ như nó đang đứng im để làm gì đó thì phải. Lại gần đi. Chỉ cần một nhát chém thôi là con quái vật này sẽ tiêu đời. Nó sẽ không hề biết được cái sức mạnh của thanh kiếm này là gì đâu. Nhanh lên nào chúng mày. Thời gian không có nhiều đâu nha. Trước khi nó tỉnh dậy. Ok, giờ đợi ở đây. Ta sẽ lên ta chém cái chân của nó. Sau đó dụ nó ra đây rồi chúng mày chém nốt. Thế là tiêu diệt được nó luôn. Từ từ nha. Thật nhẹ nhàng thôi. Một phát chém là đứt chân chứ còn gì nữa. Nó sẽ không thể chịu nổi sức mạnh của thanh kiếm này đâu. Cái gì? Thanh kiếm của tôi đã gãy rồi. Không thể nào có chuyện đó được. Tại sao chém vào chân nó lại kiếm tôi gãy luôn nhỉ? Đây là một thanh kiếm cực kỳ mạnh mà. Ash, có vẻ như con quái vật đó không tầm thường chút nào chúng mày ơi. Ai có ý kiến gì hay không? Thanh kiếm này vô tác dụng rồi. Tại sao lại như vậy kia chứ? Trước giờ tôi chưa từng thất bại trước một con quái vật nào cả. Mà con quái vật này thực sự kỳ lạ luôn. Chúng ta đang ở gần vùng đất của loài rồng. Hay là tiêu diệt vài con rồng rồi thu phục nó đi đại ca. Hoặc là chế tạo nhiên liệu gì đó từ con rồng cũng được. Cái gì? Lại phải tới một vùng đất khác để tìm nhiên liệu tiêu diệt con quái vật kia á? Dạ vâng, hiện tại chỉ còn cách đó thôi đại ca ơi. Không thì chúng ta cũng sẽ chỉ mãi mãi đi chạy trốn thôi. Thôi được rồi, vậy thì dùng những thanh kiếm laser này để tiêu diệt mấy con rồng ở đó vậy. Sau đó chúng ta sẽ lấy thịt của những con rồng để chế tạo ra những cái bộ giáp mới. Nghe hợp lý đấy. Tới vùng đất đó chưa? Ui, kỳ lạ vậy. Một con khủng long máy các bạn ơi. Chuyện này là sao hả hai chúng mày? Không chỉ động vật ở đây kỳ lạ đâu đại ca, mà tất cả các nhiên liệu để chế tạo ở đây cũng rất là xịn nữa. Wow, vậy là tôi phải khám phá vùng đất này nhiều hơn ở những tập sau thôi.
Thử dùng cái kiếm kia lên con khủng long này đi mày. Ui giời ơi, dù sao thì kiếm của tôi vẫn quá khỏe. Nhưng mà thôi kệ, có được cơ hội đặt chân lên cái vùng đất này là may mắn lắm rồi. Kiếm thật nhiều nhiên liệu nào. Nhưng mà tại sao nãy giờ chả thấy một con rồng nào lượn lờ vậy nhỉ? Có gì sai sót không đây? Tôi nghĩ là cứ chờ ở đây thôi đại ca, chắc chắn là sẽ có mà. Ui, buồn ngủ quá rồi. Nếu mà không có thì thôi nằm ở đây ngủ luôn nhá. Mai đi săn sau cũng được. Khoan, tôi nghe thấy một tiếng động gì đó đại ca ơi. Hả? Có lẽ nào con rồng đã tới. Đưa thanh kiếm màu vàng đây, tao với thằng béo sẽ đi lên trước. Mày ở đây thu gom đồ các thứ đi. Không biết là rồng trong vùng đất này nó có kỳ lạ hay là gì không nhỉ? Bởi vì tôi cũng đã từng tiêu diệt rất nhiều rồng rồi mà, chắc cũng không sợ đâu. Nhưng mà nghe nói những con rồng ở đây có thể làm mù mắt của kẻ địch, thưa đại ca. Nên là chúng ta vẫn phải cẩn thận. Nguy hiểm vậy sao? Vậy thì trong lúc chiến đấu chúng ta cứ nhắm mắt đi nha. Hình như bọn nó kia rồi. Lên nào chúng mày ơi. Thấy lũ rồng rồi. Ấy da, to và lấp lánh quá nhỉ. Sức mạnh của nó là gì? Úi giời, cái gì vậy? Ui từ từ, tôi bị trọng thương mất rồi. Cố lên nào. Ấy da, chủ quan quá các bạn ơi. Phải câu đi chúng mày. Đấy rồi, chém được một phát rồi. Chỉ cần một phát thôi. Mỗi con chỉ cần một phát thôi là đủ. Còn một con ở đằng xa kia. Nào lại đây. Nếm thử thanh kiếm này đi. Yes. Có vẻ như con to nhất đã nằm rồi các bạn ơi. Uầy, công nhận là may mắn khi tôi đem theo thanh kiếm này đấy. Úi dồi ôi, một con rồng phải nói là không hề bình thường một chút nào cả. Nó sở hữu những cái sức mạnh gì đó rất là kỳ lạ. Công nhận là vùng đất này chúng ta nên khám phá thêm ở những tập sau. Giờ thì xẻ nó ra nào. Không biết thịt của con này sẽ chế tạo được những thứ gì đây. Sau nhiều ngày ở trên vùng đất này, bọn tôi đã bắt được rất nhiều khủng long máy. Bọn tôi đã thu gom mọi thứ để chế tạo ra một con robot, hay là một thứ nhiên liệu gì đó có thể giúp tôi đánh bại con Titan kia. Và đây, anh em có thể thấy cái công trình của bọn tôi đang ngày một hoàn thiện hơn. Bây giờ chỉ cần chờ đợi là được. Ok, đi bắt một con khủng long về đây chúng mày ơi. Cỗ máy sắp hoàn thiện rồi này. Chúng ta sẽ thí nghiệm vào nó trước. Nhanh lên nào. Đấy rồi, một con khủng long T-Rex. Cố lên nha cưng. Anh mong chờ là chú sẽ trở thành một con robot đấy. Bật cỗ máy đó lên. Ui, đúng là nó đã được bao bọc bởi một bộ giáp luôn các bạn ơi. Thực sự để mà nói thì bộ giáp này không biết có chống cự được lâu so với con Titan kia không, nhưng mà trông rất là đẹp và khỏe. Được rồi, trang bị lên nào. Mấy khi mới có được một cái nhiên liệu nó xịn sò như thế này, phải tận dụng thôi. Ấy da, chẳng còn bay được các bạn ơi. Thử xem nào. Úi xòi ôi, đấm rất là xa. Thu phục vài con nữa đi. Đó, tôi nghĩ là đội quân của tôi bây giờ đã sẵn sàng để đối đầu với con Titan kia rồi. Tôi nghĩ là cái sức nóng của con Titan kia có thể đốt cái bộ giáp này bất cứ lúc nào. Nhưng mà có còn hơn không? Kiểm tra một số loại vũ khí nào anh em ơi. Pháo rất là ok này. Bên trong cái pháo này chứa một cái chất từ con rồng kia. Hy vọng là chúng ta có thể dùng cái chất đó để đánh bại con Titan. Lên đường nào. Chúng ta sẽ quay trở về vùng đất của chúng ta. Kìa rồi, bọn tôi đã thấy nó anh em ơi. Sau bao ngày qua chế tạo những bộ giáp mới và những công trình, bây giờ tôi sẽ chiến đấu với con Titan này. Nào, lại đây. Ui, tôi xong rồi. Đúng là sức nóng của con Titan vẫn có thể giết chết những thứ ở trong bộ giáp. Nhưng mà không sao,
cố gắng chống cự nào anh em. Không thể để con Titan này xâm chiếm vùng đất này được. Điểm yếu của nó ở đâu cơ chứ? Người nó thực sự rất là cứng luôn. Không phải ở đâu, cũng không phải ở lưng. Vậy thiếu nó ở đâu nhỉ? Có lẽ nào là ở phía sau gáy sao? Thì bắn vào điểm yếu đó xem nào. Đấy rồi. Ô, nó đang trở nên đau đớn. Hình như đúng điểm yếu của nó ở xung quanh cái đầu nó rồi. Nó đã phát hiện ra điều này. Ui da, xung quanh con Titan này thực sự rất nóng các bạn ơi. May mà tôi còn có bộ giáp này để chống cự lại một chút, chứ không đứng gần là tôi bị thiêu cháy luôn rồi. Cố lên nào. Hết đạn mất rồi anh em ơi. Nắm tay không vậy. Úi xa, nó vẫn có vẻ quá là khỏe. Nhanh nào hai thằng kia. Nó đang yếu dần rồi. Yes, bọn tôi đã tiêu diệt được con Titan này. Cuối cùng thì vừa lúc hết năng lượng luôn anh em ơi. Tuyệt vời. Wow, không thể tin nổi. Lại có ngày xuất hiện một con quái vật kinh như vậy. Chụp ảnh đây, chụp ảnh đây. Đây sẽ là một thứ để đáng lưu lại cho con cháu về sau xem đây. Chụp đây nào. Tạo dáng thật đẹp đi thằng kia. Chẳng mấy khi chúng ta mới có được chụp ảnh của một con quái vật như thế này đâu. Và nếu anh em nào thích cái video này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh, để giúp cho bọn tôi có nhiều động lực ra thêm những cái tập tiếp theo về ARK. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với series ARK. Và lại là tôi RAV đây. Hiện tại thì anh em có thể nhìn xung quanh, phong cảnh các thứ trông rất là kỳ lạ phải không? Nói chung là tôi bây giờ không còn sinh sống ở cái khu rừng cũ nữa rồi các bạn ạ. Mà tôi đã chuyển sang một cái nơi ở mới tinh luôn. Anh em nhìn này, đây là một cái nơi không hề có những con khủng long ăn thịt hay là những con quái vật nguy hiểm gì đâu. Chỉ toàn là cát bụi với cả cỏ cây thôi. Mặc dù thì thời tiết xung quanh nó có hơi nắng nóng với cả oi bức một chút, nhưng mà tôi cảm giác ở cái nơi này nó an toàn hơn cái chỗ cũ rất là nhiều. Thế nên đó là lý do mà tôi phải chuyển nhà xa tới đây. Có thể nói thì cái chỗ ở mới này của tôi không hề có cây cối hay là sông suối gì đâu, mà nó kiểu dạng như là một cái vùng sa mạc các bạn ạ. Và tất nhiên là tôi không thể ở ngoài trời được rồi, vẫn phải xây nhà cửa tử tế chứ, đúng không? Giới thiệu với mọi người thì đây là cái khu nhà mới của tôi. Một ngôi nhà rơm rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi, không có cái gì nó cao sang cả. Và phía bên ngoài cửa thì tôi có treo một vài con rắn, nhìn cho nó bố đời các bạn ạ. Còn bên trong thì có một chiếc bàn ăn trông rất là giản dị, và một cái giường ngủ làm bằng lá này. Bên trong này thì rất là mát mẻ nha. Và ở ngoài thì có một chiếc nhà kho để tôi có thể cất giữ đồ ăn, lương thực các thứ. Tất nhiên là ở sa mạc thì nó khó kiếm đồ ăn hơn ở trong rừng các bạn ạ. Thế nên là phải chuẩn bị kỹ càng chứ. Thậm chí là tôi còn có cả một chỗ để trong tương lai có thể trồng trọt hoa quả các thứ cơ. Nhưng mà thực sự là ở đây nó hơi thiếu nước một tí, nên là cũng chả có gì để tưới cây cả. Cứ mỗi lần khát nước là bọn tôi chỉ dám uống một hai giọt gì đấy thôi. Và phải uống nước mưa chứ không được uống nước ở sông hồ như trước đâu. Rất là khổ luôn. Hy vọng là sinh sống ở đây một thời gian thì tôi có thể làm quen được với cái khí hậu xung quanh và những cái đồ ăn trông nó kỳ dị như thế này. Nhưng mà đặc biệt cái mà tôi rất thích ở nơi này đó chính là có cây xương rồng các bạn ạ. Nó có thể giúp tôi chế tạo được những cái loại vũ khí cực kỳ sắc nhọn. Anh em thấy chưa? Và giới thiệu với anh em luôn, thì đây là con vật nuôi mới của tôi. À mà từ từ, đây là con gì thế mày? Sao không thu phục cái con chim gì để bay, hay là một cái con nào nó khỏe mạnh hơn đi? Sao thu phục cái con gì trông nó đần thế này? Thực sự là tôi cũng không biết thằng đệ tôi nó thu phục cái con gì nữa các bạn ạ. Ui giỏi ôi, thậm chí là nó đi còn chậm hơn cả người chạy bộ nữa chứ.
Thôi mày ơi, bỏ con này đi. Chắc là chúng ta phải đi tìm con mới thôi. Ok, ok, ok. Cái gì đây? Úi dồi. Trời. Con này nó vừa cứu mạng tôi. Ui. Vậy là con sinh vật này có thể lăn như một quả bóng và bay từ trên một độ cao xuống các bạn ơi. Cũng được đấy nhỉ. Nào nào, mày lăn lại tao xem nào. Đây có cái sốc này, lăn đi. Xoay. Xịn vậy. Sướng thật sự anh em ơi. Ủa đây là cái con gì thế nhỉ? Vậy thì nó xứng đáng là một cái phương tiện thích hợp để tôi đi lại trên nền cát thế này đây. Ui, đuôi của nó còn rất là sắc nhọn nữa chứ. Ờ kìa. Nhưng mà lần sau đừng có ỉa bậy nha mày. À! Ở đây có bộ cạp à trời. Ôi chạy đi mày. Mấy con bộ cạp này độc lắm đấy. Ui kìa kìa kìa. Nó là bộ cạp thời tiền sử thì phải. Thôi chạy đi mày. Đánh nhau không lại đâu. Thôi xong rồi, tôi bị con bộ cạp này bắt rồi. Thằng đệ tôi đâu? Giá chia nó đi mày. Chắc là phải xuống chiến đấu thôi, chứ không nó sẽ giết con vật nuôi của tôi mất. Đúng rồi, đánh lạc hướng nó đi. Này thì bộ cạp này. Làm sao? Lại đây. Lại đây. Xong. Cố gắng né mấy cái đòn của nó là được. Tôi tưởng xung quanh cái vùng sa mạc này không có khủng long thì nó phải an toàn lắm chứ nhỉ. Bây giờ lại gặp cá một cái thể loại bọ cạp anh em ơi. Tôi chết rồi, con thú của tôi bị thương rồi. Phải kiếm cái gì chữa trị cho nó thôi các bạn ơi. Chứ không là tôi sẽ mất một cái phương tiện đi lại mất. Ui dồi ôi, trông nó chảy máu này. Bây giờ làm thế nào đây ta? Ê mày, thử hái mấy cái hoa ở cây xương rồng này cho nó ăn đi. Biết đâu nó sẽ khỏe lại thì sao. Đúng rồi, ăn nhiều vào nha mày. Cố lên nào. Cố gắng khỏe lại nha. Đấy, hôm nay thưởng cho mày một ngày nghỉ ngơi ở trong chuồng đấy. Sướng chưa? Vào nằm xả láng đây còn gì nữa. Thầy có muốn ăn thịt con bọ cạp lúc nãy không? Nếu mà đói thì cứ chén luôn đi nha. Cứ tự nhiên như nhà mình. Ok, xong rồi mày ơi. Chắc là bây giờ chuẩn bị đi ngủ chứ nhỉ. Đúng là sinh tồn ở đây mệt mỏi thật. Với cả tình hình là chúng ta phải đi kiếm nước thôi. Chứ tôi sắp chết khát rồi các bạn ơi. Để tôi xem nào. Hình như ở gần đây có một cái hang động thì phải. Nếu mà đi xuống đáy của hang động chắc là có nước đấy. Ồ, thế à? May quá. Thế thì đi ngủ sớm thôi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi khám phá cái hang động đó sau. Chắc là phải kiếm cả một thùng nước về chứ thực sự là khát lắm anh em ơi. Thôi, đi ngủ nào. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Ơi da. Trời sáng rồi các bạn ơi. Chuẩn bị lên đường nào. Hôm nay sẽ là một cái đường đi rất là dài đây. Hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được cái nguồn nước và mang về. Chứ không là sẽ có ngày tôi chết khát ở đây mất. Và anh em nhìn, tôi mới lắp cho con vật nuôi của tôi một cái yên này. Ngồi cho nó êm mông chứ hôm qua lăn cả ngày về xong rồi đau nhức lắm. Sao? Tới nơi chưa? Hang động đây rồi. Ui. Thề luôn, đi từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ anh em ạ. Cuối cùng cũng tới nơi này. Mà đây là quả hang nhện hay là gì mà nhiều tơ xung quanh thế mày? Liệu có quái vật sinh sống không đây? Chứ tao thấy là có gì đó không ổn đâu. Ui. Nước đây rồi anh em ơi. May quá. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được một nguồn nước này. Sau bao ngày không được tắm rửa và uống nước, tự nhiên tìm ra cái chỗ này ạ. Phê thật sự. Cảm giác như vừa từ dưới địa ngục đi lên thiên đàng vậy. Ủa, mà đâu đâu cái gì thế mày? Hình như có mấy cái đá kỳ lạ ở đây đúng không? Ơ, thử đập về chế tạo vũ khí đi. Có khi lại ngon đấy chứ. Thôi, té nào anh em ơi. Đi cả buổi sáng uống được nước như thế là no nê lắm rồi. Giờ về thôi chứ còn gì. Thế mấy viên đá đó có chế tạo ra được cái gì không hả mày? Tôi cũng không biết nữa thưa đại ca. Tôi đang cố thử xem sao đây. Nó là những cái nhiên liệu rất là kỳ lạ và tôi cũng chưa thấy bao giờ cả. Nếu mà nó không có tác dụng gì thì thôi, vứt đi cũng được. Dù sao thì... Ui! Cái gì đây?
một thanh kiếm có thể phát sáng các bạn ơi. Ủa nhiên liệu gì mà chế tạo được quả kiếm này nhỉ? Hình như có gì đó không ổn đấy ca. Cái nhiên liệu ở trong cái hang này có thể chế tạo ra nhiều thanh kiếm nữa cơ. Cái gì? Mày thử tao xem nào. Úi dồi, kiếm lửa à? Ủa lại kiếm gì đây? Kiếm sấm sét à? Ủa đá gì mà xịn vậy nhở? Đưa nốt cái đấy đây tao xem nào. Uầy, xịn quá các bạn ơi. Quả hang này có mấy cái loại nhiên liệu chế tạo được nhờ. Thử đi test sức mạnh xem sao nào. Không thể tin nổi là ở sa mạc này lại có những cái thứ nó kỳ lạ như vậy. Ui dồi ôi, mấy con này phi một phát chết luôn mày ạ. À, diều hâu này, giật điện chưa? Tự nhiên chế tạo được một cây giáo sấm sét anh em ạ. Và những thanh kiếm rất là khỏe luôn. Được, tối nay chắc là chúng ta quay lại cái hang động đó rồi kiếm thêm nhiên liệu đi mày ơi. Chứ thực sự là khỏe quá. Xoài, những con kiến khổng lồ này chém một phát cũng đi luôn này. Cầm lấy một cái mà tự vệ đi mày. Tao có nhiều vũ khí quá rồi còn gì. Ê dạ, diều hâu à, đồng đấy. Mấy con này là mấy con chuyên ăn xác chết ở sa mạc các bạn ơi. Từ từ, tiếng động gì thế nhỉ? Đứng đây đợi tao tí nhá, để tao lên trên này kiểm tra xem sao. Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như nó phát ra ở gần cái khu này. Kỳ lạ thật. Con gì kêu thế nhỉ? Đừng bảo là quái vật nhá. Ui giời ơi, con gì vậy? Ui, một con bướm bướm khổng lồ. Sao ở sa mạc lại có cái con này? Trời, anh em nhìn kìa. Để tôi thử lại gần xem sao. Ui giời ơi, trông nó kinh khủng vậy. Liệu tôi có thể thu phục được con này không ta? Không sao, tôi có những thanh kiếm sét với cả kiếm lửa này rồi mà. Mấy con này thì sợ gì, chỉ cần ném một phát thôi là nó tê liệt luôn. Ơ kìa, sao nó không bị làm sao? Ôi tôi xong rồi. Núp nhanh nào, núp nhanh nào. Sao ném cả cái giáo điện vào mà nó vẫn sống nhỉ? Chạy thôi các bạn ơi, có gì đó không ổn ở cái vùng sa mạc này rồi. Thật không thể tin được luôn. Tôi không biết là tôi có đang gặp ảo ảnh không nữa. Nhanh nào, nhanh nào. Phải về báo cho thằng đệ tôi biết, để nghĩ cách tiêu diệt con này thôi. Chứ không có ngày nó sẽ tới cả nhà của tôi mất. Này mày ơi, thằng kia đứng lại. Ở phía đằng sau tao có một con bướm bướm khổng lồ kinh lắm. Hả? Sao tôi tưởng ngay bảo cái vùng sa mạc này không có quái vật mà. Thì ai mà biết được, vừa nãy nghe thấy tiếng kêu của nó xong rồi chạy ra thì thấy con đấy luôn. Nó là một con bướm kinh lắm. Bướm bướm khổng lồ á? Hình như có cách thu phục nó đấy ngài ơi. Một cái cách mà rất là dễ thôi. Hả? Cách gì? Làm sao để tiêu diệt nó được? Tao đã ném cây gậy sét vào nó rồi mà. Này thằng kia, mày dẫn tao đi đâu đây? Sao lại đứng bên cạnh cái bụi hoa thế này? Làm gì? Theo như tôi biết thì bướm bướm là một loài rất là thích hoa. Nếu mà chúng ta ăn cái này vào thì cơ thể chúng ta sẽ phát ra mùi của cái hoa này, và nó sẽ không nhận ra là chúng ta là con mồi đâu. Này 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 này, mày nghĩ cái gì mà tao lại phải ăn cái hoa này á? Chúng ta là con người mà, sao lại ăn hoa được? Về đau bụng thì sao? Ừ thế thôi, chúng ta phải chuyển nhà ra chỗ khác vậy. Chứ ở đây tôi thấy là nó cũng nguy hiểm lắm ngài ơi. Thôi được rồi, ăn hết đi mày. Nếu mà ăn cái hoa này là con bướm bướm nó sẽ không tấn công chúng ta đúng không? Tao tạm tin mày ngày hôm nay đấy. Ây da, phát mùi nồng nặc thế này đủ chưa? Úi dồi ôi, có chắc là con bướm đó nó sẽ không nghĩ chúng ta là con mồi không? Chứ tao thấy là mấy con ruồi xung quanh nó mệt quá mày ơi. Úi dồi ôi,
Mùi nồng nặc thực sự luôn. Cả người chúng ta toàn mùi hoa rồi. Giờ thì cố gắng lại gần con bướm kia xem nào. Nếu mà nó không ăn thịt tôi thì là tôi có thể thu phục được nó thôi. Cẩn thận nha mày, nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào đấy. Kìa kìa kìa, nó đang bay lên kìa. Có gì không ổn đúng không? Đứng im đi xem nào. Ừ đúng rồi, đúng là nó không tấn công tôi thật các bạn ơi. Vậy là ăn cái hoa này là nó sẽ không coi chúng ta là con mồi nữa, mà chúng ta sẽ như kiểu một sinh vật bình thường vậy. Vậy thì phải ăn nhiều lên thôi chứ sao. Hay quá nhở. Không ngờ là lại có một ngày mà tôi thu phục được một con quái vật khổng lồ mà không cần phải tiêu diệt nó các bạn ạ. Tuyệt vời thật. Con này nó cũng hiền phết đấy chứ nhỉ. Ha ha. Giờ thì bọn tôi đã sở hữu con bướm khổng lồ này rồi. Anh em thấy sao? Được chưa? Tôi đã chính thức thuần phục được nó. Và bây giờ bọn tôi có thể cưỡi lên nó này. Anh em thấy sao? Quá là đẳng cấp chứ còn gì nữa. Bay lên nào bướm ơi. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Được quá nhờ. Thực sự thì đây là lần đầu tiên mà tôi thu phục được một con động vật nó dễ dàng như vậy anh em ạ. Chả phải làm gì cả. Uầy, nhìn mấy con chim xung quanh trông bé chưa kìa. Nào nào bình tĩnh nào. Ok. Từ từ. Hình như con bướm của tôi đang mất kiểm soát. Bình tĩnh mày ơi. Úi dồi, từ từ nào. Sao vậy? Bay lên lại. Đúng rồi. Ôi, con gì đây? Chạy đi mày. Ở kia kìa, lại xuất hiện quái vật à? Nào đừng có quay lại nhìn nó thế. Xong rồi. Lại thêm con gì mấy chân đấy kìa. Thôi chạy đi nào. Trời đất ơi, điều khiển con bướm khổng lồ này khó thật sự anh em ạ. Ở kìa, sao không bay? Nó cứ quay lại nó tấn công con kia thôi. Úi dồi ôi, tôi xong rồi. Liệu con quái vật của tôi có thể đánh bại con kia không cơ chứ? Chả hiểu cái sa mạc này gì mà lắm quái vật vậy. Tôi cứ tưởng chuyển về đây sinh sống nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà không anh em ạ. Thực sự quá là nhiều quái vật kỳ lạ luôn. Úi dồi ôi, con bướm của tôi đang bị yếu đi rồi. Cố gắng tấn công vào đầu nữa nào. Không ổn chút nào rồi anh em ơi. Tôi đang cảm giác được là con của tôi nó bay càng ngày càng yếu đi. Ui, chạy đi mày ơi. Không đánh được nó đâu. Con kia là con gì vậy nhỉ? Nào. Úi dồi, con của tôi bị bắt rồi. Ôi không, cái gì vậy trời? Ui dồi ôi, thôi xong. Chắc là tôi phải rời khỏi sa mạc này thôi anh em ơi. Ở đây khổ quá rồi. Và nếu mọi người thích cái video này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau. Hãy nhớ đăng ký kênh để giúp tôi lên 400.000 người đăng ký trong quãng thời gian sớm nhất nha. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại với series ARK. Và lại là tôi RAV đây. Hiện tại thì bọn tôi đang trên đường để làm một số công chuyện các bạn ạ. Cái việc này nó cực kỳ kinh khủng và quan trọng ý, chứ không phải là dạng tầm thường đâu. Anh em nhìn bộ đồ của tôi ngày hôm nay đang mặc đây này. Nó là những cái chiếc quần áo nhìn trông rất giống những cái tán lá cây. Nó sẽ giúp bọn tôi ẩn nấp trong rừng dễ hơn so với những bộ đồ khác. Nói chung thì cái nhiệm vụ và thử thách mà tôi tự đặt ra ở tập này ý, đó chính là bọn tôi sẽ đi tới một cái vùng đất của người ngoài hành tinh. Thì nghe có vẻ hơi hoang đường một tí, nhưng mà tôi tin chắc rằng người ngoài hành tinh có thật các bạn ạ. Bởi vì đây là thời tiền sử mà. Quái vật nó trà trộn khắp nơi và chúng ta không thể biết được sẽ còn những cái con gì đâu. Thậm chí là những cái con kiểu thần thoại như mấy tập trước tôi còn tìm ra được nữa mà. Chứ đừng nói là mấy cái bọn người ngoài hành tinh lom rom này. Và anh em có thể nhìn thấy vũ khí mới của tôi.
Đây là những cái cây gậy sẽ giúp tôi tiêu diệt những cái bọn người ngoài hành tinh nó dễ dàng hơn. Bởi vì tôi đã tẩm một cái chất độc vào đây rồi. Anh em thấy xịn không? Ok, lên đường tiếp nào chúng mày ơi. Chúng ta mà không tìm thấy được người ngoài hành tinh thì chúng ta sẽ không quay trở về, nghe chưa? Và giới thiệu với mọi người thì đây là cái phương tiện của tôi ngày hôm nay. Nó là một trong những con khủng long to nhất ở trong cái thế giới ARK này. Chắc anh em cũng đang nghĩ là tôi chỉ cưỡi lên nó thôi đúng không? Sao? Ok chưa? Nhìn cho kỹ vào. Được chưa? Một ngôi nhà trên lưng của con khủng long. Quá là đẳng cấp. Còn không like video với cả đăng ký kênh đi chứ còn gì. Có thể nói đây là một công trình vĩ đại mà chưa ai làm ra cả. Tôi là người sáng chế ra cái trò này. Nhưng mà tiếc là cái lối lên thì nó hơi khổ một tí. Tôi sẽ phải đi bằng cái đuôi của con khủng long. Và ngay sau đó tôi sẽ phải leo ra đằng trước thì mới có thể đi vào cái cửa của nhà tôi được. Đó anh em thấy chưa? Rất là cao luôn. Bên trong nhà thì có một cái cây thông Noel này, bởi vì cũng sắp Giáng sinh rồi. Phía bên này là một cái lò sưởi để buổi tối bật lên cho nó sưởi ấm một tí. Và giường ngủ. Đó cũng chả có gì nhiều đâu. Phía đằng này thì có một vài cái ghế để bọn tôi có thể ngồi và giữ thăng bằng trong quá trình đi lại. Bởi vì trong cái nhà này thì nó nghiêng lắm các bạn ơi. Thậm chí là có cái cửa sổ để chúng ta có thể ngắm cảnh ra ngoài này. Xoài ơi, quá xịn. Ui giời, chưa gì đã bắt đầu khởi hành rồi hả mày? Tao đang giới thiệu cho các bạn xem cơ mà. Ok, lên đường luôn đi. Thực sự là tôi chỉ vừa mới đứng một lúc thôi mà cảm giác nó rất là chóng mặt. Anh em thấy cái nhà này nó nghiêng chưa? Có khủng long này nó không thể đi được chậm rãi bình tĩnh hơn à? Ui 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 ui, nghiêng quá nghiêng quá. Hy vọng là nó sẽ không sập cái gì ra. Dù sao thì chúng ta cũng phải tăng tốc thật nhanh để mau tới được cái chỗ của bọn người ngoài hành tinh. Nhiệm vụ chính ngày hôm nay vẫn là thu phục người ngoài hành tinh mà. Let's go. Ây da, bọn tôi đã đi cả ngày rồi các bạn ơi. Và hiện tại thì có vẻ như trời đang rất là tối rồi. Không biết là thằng kia nó điều khiển con khủng long đi có đúng đường không nữa. Dừng lại ở đây đi cũng được. Bây giờ chắc là bọn tôi sẽ phải xuống dưới kia để kiếm một chút đồ ăn cái đã. Chứ cả ngày cũng chưa ăn gì rồi, đói lắm các bạn ơi. Nào, rút vũ khí ra đi hai thằng cu. Ở kia không phải loại này. Đây là cái gậy để giết người ngoài hành tinh mà. Rút cái rìu hôm trước chúng ta mang theo ấy. Còn nhớ không? Đó, đúng rồi. Giờ xuống kia nha. Chúng ta sẽ phải đi thật nhanh và quay trở lại đây. Cẩn thận không bị lạc đấy. Chỉ đi một đường thẳng thôi. Không biết là xung quanh đây có cái con gì để ăn không nhỉ? Nghi là không có lắm các bạn ơi. Cứ chạy vòng vòng một đoạn xem nào. À, đây rồi. Có gì đây? Chạy à. Bắt lấy nó chúng mày ơi. Đây chính là bữa tối ngon của chúng ta đây. Chạy đi đâu có sâu. Ây da, luồn lách cũng kinh quá nhỉ. Nào tăng tốc lên chúng mày. Đừng để nó chạy thoát. Kìa. Đây rồi. Yes. Thế là tiêu diệt được. Vậy là chúng ta sẽ có một bữa tối no nê trước khi lên đường vào sáng mai rồi. Về nướng nó lên ăn chắc là ngon lắm đây. Đi cẩn thận không lạc nha. Úi giời ơi, chú ý mấy con đằng sau kìa. Thực sự để mà nói thì ăn uống ở trên một cái nhà mà nó lại ở trên lưng của con khủng long thế này, cảm giác nó rất là ngon. Không chỉ vậy mà tôi cũng thấy nó rất là an toàn nữa. Ủa, tiếng động gì vậy? Hình như bên ngoài có gì hả chúng mày? Có thấy gì không? Con gì vừa kêu vậy nhỉ? Để nhòm sang phía bên này xem nào. Ui, cái gì đây? Hình như có một thứ gì đó đang làm con khủng long này sợ. Chuyện gì vậy? Đừng bảo là quái vật người ngoài hành tinh nhá. Ồ thôi. Hết rồi. Thứ đó đi chưa? Kỳ lạ nhỉ. Thôi chắc là đi ngủ đây các bạn ơi. Có gì ngày mai đi tìm sau chứ. Nếu mà bây giờ mà xuống dưới kia ấy mà đi lục soát thì cũng hơi nguy hiểm đấy. Ây da, bọn tôi đã đi vào sâu được trong vùng đất mà có chứa quái vật ngoài hành tinh rồi. Trong sách nó ghi là chính ở chỗ này.
nhìn xung quanh có vẻ rất bình thường mà nhỉ. Thôi kệ, cứ xuống đi. Nhìn vậy thôi chứ xung quanh nó rất là nguy hiểm đấy chúng mày. Bây giờ trong tay là luôn luôn phải giữ vũ khí nha. Nếu thấy con quái vật nào là chúng ta sẽ xiên nó luôn. Vũ khí mà chúng ta đang cầm có thể đốt cháy người và làm tê cứng cơ thể của bọn quái vật ngoài hành tinh. Khá là hay nhỉ. Ok, lục tung cái chỗ này lên nào. Bọn động vật xung quanh có vẻ cũng rất là bình thường, chưa thấy một dấu hiệu gì cả. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên động vào mấy con khủng long xung quanh. Chỗ này có vẻ vắng động vật hơn này. Từ từ nha, hình như có gì đó khả nghi xung quanh. Thực sự là càng lên khu trên này càng thấy ít khủng long và các động vật luôn. Thậm chí là bọn chúng còn bỏ chạy này. Tôi nghĩ là có người ngoài hành tinh thật đấy, hoặc là một con quái vật ngoài hành tinh nào đó. Từ từ, con gì kia? Nhìn trông rất lạ các bạn ơi. Hình như nó không phải là một con rồng đâu. Nhìn trông rất lạ luôn. Ui, nó vừa ăn thịt một con gì đó các bạn ơi. Hình như đúng nó là quái vật ngoài hành tinh rồi. Cơ thể và mắt mũi, cách đứng rất là kỳ lạ luôn. Sống lên, tiêu diệt nó. Đúng là nó quái vật ngoài hành tinh rồi. Bình thường cái gậy này tôi đâm một phát là chết luôn. Nhưng mà đối với những quái vật ngoài hành tinh thì phải đâm rất nhiều lần mới được. Cố lên nào, nó đang yếu dần rồi chúng mày ơi. Cái gậy màu xanh là cây sẽ làm giảm đam của nó. Thế chưa? Gì mà trâu thế nhỉ? Mỗi thằng tấn công một góc đi. Kìa 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 kìa. Ngon. Cuối cùng cũng xong. Vậy là nó chính là một con rồng ngoài hành tinh thật rồi. Nhìn trông rất kỳ lạ luôn các bạn ơi. Giờ thì cho nó ăn vật phẩm thuần phục đi nào. Wow, giờ tôi mới được nhìn kỹ các bạn ạ. Con rồng này nó lai một cái thứ gì đó hay sao ấy. Vậy là sẽ còn rất nhiều quái vật ngoài hành tinh trên cái vùng đất này. Quá là tuyệt vời luôn. Thử đi xem nó có đi theo không. Nhanh lên nào. Ờ, nó có theo đây. Vậy là chúng ta đã thuần phục nó thành công. Thật không thể tin được. Lên trên này chúng mày ơi. Hình như có tiếng động gì đó trên kia. Ui, một con gì đó rất là to các bạn ơi. Con này là con gì nhỉ? Hình như nó cũng là quái vật ngoài hành tinh. Trời đất, cái vùng đất này sao lắm mấy con dị hợm vậy trời. Con này sao mồm nó to vậy ta? Kiểu là một con ếch hay con cóc gì vậy. Kìa 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 kìa, nó tấn công kìa. Ui, con này khỏe quá. Xiên nó đi. Cẩn thận cẩn thận. Cho con rồng của chúng ta đánh nhau với nó đi. Đúng rồi, hai con này nhìn thế thôi nhưng mà ngang tài ngang sức đấy các bạn ơi. Con rồng của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Đừng để nó chạy thoát nha. Được rồi, đây rồi. Đừng để nó cắn chúng mày ơi. Né những cái đòn của nó đi. Ngoạn một phát là xong luôn đấy. Điểm yếu của nó ở đâu nhỉ? Tôi chưa thấy một cái điểm yếu gì của nó cả. Có thể là phải đâm vào mắt nó sao? Hay là đâm vào phía sau lưng nhỉ? Hay là ở đuôi? Úi dồi, xấu thế. Giáp của cái con này rất là cứng luôn. Vì mà đâm mãi không chết thế này. Ô, chết rồi. May quá, thế là thuần phục thêm được một con. Vậy là tôi đã có hai con quái vật ngoài hành tinh trên vùng đất này rồi các bạn ơi. Đi tìm con tiếp theo nào mày. Đội cái mũ vào đây. Sau khi thu phục hết quái vật ở đây, tôi sẽ trở thành vua của vùng đất này thôi. Ủa, con này bị làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên nó chạy vòng vòng thế kia. Thì đây, sao lại khủng long là thế nào? Không sao, cái gậy này xiên một phát là khủng long chết rồi. À, thì ra cái bọn này nó mất kiểm soát bởi vì nó đang đói các bạn ơi. Vậy là tôi sẽ phải đi kiếm đồ ăn cho bọn nó. Ok ok, đi tìm xem xung quanh có con gì cho bọn nó ăn nào. Khổ, bây giờ lại phải nuôi bọn này nữa. Bình tĩnh, chắc chắn là sẽ có gì đấy cho chú mày ăn thôi. À đây rồi,
một con khủng long bay. Giết nó. Sao ăn no chưa cu? Giờ chúng ta tiếp tục nha. Nghe cho kỹ đây này. Phía dưới đây là một cái sông, và có một con gì đó nó đang ẩn trú ở dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ không thể bơi xuống để giết nó được, bởi vì chúng ta có thể bị ngột thở mất. Thế nên bây giờ cách duy nhất đó chính là phải gây tiếng động gì đó để con quái vật đó nó trồi lên thôi. Có mang khẩu súng ở tập trước không mày? Ok, bắn xuống xem sao. Đó đó đó, có gì đây? Úi giời, con gì mà to thế kia? Đúng là một con quái vật ngoài hành tinh sống dưới nước rồi. Nhưng mà cái con này nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Phải tìm cách gì để thu phục nó thôi. Từ từ, hay là cho một thằng ra nhử đi nhỉ? Đúng rồi, thằng béo ra dụ nó đi. Xong rồi chúng ta sẽ đi đằng sau và xiên nó từ đằng sau. Từ từ bình tĩnh nha, cẩn thận không bị ăn thịt đấy. Ok, nó quay đầu đi rồi. Bơi xuống nào. Hy vọng là nó sẽ không nhìn thấy tôi. Tôi sẽ xiên vào đằng sau mông của nó là xong liền ý mà. Rồi rồi rồi, ui ôi, con này kinh quá các bạn ơi. Nhìn trông cũng khỏe đấy, nhưng mà thấy gì ở dưới chân chưa? Ô, xiên đúng điểm yếu của nó luôn. Ngon. Thế là thu phục được rồi. Mày thế nhỉ? Không ngờ là tôi lại thu phục được một cái con này nó dễ dàng như vậy ạ. Thôi lên bờ đi, nước lạnh quá các bạn ơi. Bơi lâu là cảm lạnh mất. Ui xòi ôi, anh em thấy thế nào? Đẳng cấp chưa? Thằng này đội mũ vào, rơi đi đâu rồi kìa. Con này mà là đồ đệ của tôi bây giờ thì chả sợ một con gì cả, anh em hiểu không? Ây da, hôm nay chúng ta đã làm rất là tốt. Tuy là chỉ thu phục được 3 con thôi, nhưng mà thực sự để mà nói thì 3 con này nó rất là mạnh. Và sáng mai chúng ta sẽ đi săn lùng thêm. Ok, đã khoảng rất nhiều ngày trôi qua rồi, và hiện tại thì tôi đang cảm thấy là mình đang ở trên vùng đất này cũng khá lâu. Tôi đã phải chiến đấu để sinh tồn rất nhiều, và đồng thời thì tôi cũng đã bỏ lỡ cũng rất nhiều con quái vật. Cơ thể của bọn tôi đã từng có lúc bị trọng thương rất là nặng và không thể di chuyển. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh em nhìn đây, có thể nói tôi đã chính thức trở thành vua của cái vùng đất này. Anh em nhìn xem, đây là những con quái vật ngoài không gian mà tôi vừa mới thu phục được. Quá đông luôn. Đồng thời thì bọn tôi cũng đã chế tạo ra được một khẩu súng để có thể tự vệ, đề phòng khi có một cái con gì đấy nó kinh khủng nó tới đây. Tôi nghĩ là sẽ không còn quái vật nào nó có thể bén mảng tới chỗ bọn tôi được nữa đâu. Tất cả quái vật ngoài hành tinh trên cái hòn đảo này tôi đã thu phục hết sạch rồi. Có lẽ là giờ bọn tôi chuẩn bị đi về đây. Với những con quái vật này thì chả sợ mấy con khủng long nào ở ngoài nữa. Đây, tôi thử cưỡi con quái vật ngoài hành tinh này. Úi xòi ôi, cực kỳ phê các bạn ơi. Cưỡi một con quái vật ngoài hành tinh nó khác hẳn so với những con khủng long ấy. Chạy cũng rất là nhanh và bền nữa. Quá xịn luôn. Bọn tôi quyết định là sẽ ở đây nốt đêm nay để chuẩn bị phương tiện các thứ. Sau đó thì quay trở về nhà sau cũng được. Ủa, ui rồi, có gì đây? Quái vật đá các bạn ơi. Con này là sao? Ui, công nhận là lũ quái vật ngoài hành tinh này cũng được phết nhỉ. Quá tuyệt vời anh em ơi. Vậy là ngày hôm nay tôi đã hoàn thành được cái thử thách của mình. Tôi đã thu phục được tất cả những bọn người ngoài hành tinh, hay là những con quái vật ngoài hành tinh. Xoài ôi, và tiêu diệt được một con trùm rất là kinh khủng. Và có lẽ là video ngày hôm nay chúng ta tới đây thôi. Và nếu anh em nào thích đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với series ARK. Lại là tôi RAV đây. Trước khi vào video thì tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho kênh RAV đạt được 400.000 người đăng ký nha. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ tôi trong những cái quãng thời gian tiếp theo, để chúng ta có thể dễ dàng đạt được những cái cột mốc mới hơn, đó chính là 500k sắp hay là 1 triệu sắp gì đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt ở một cái vùng đất rất là đẹp luôn các bạn ơi. Anh em nhìn xung quanh này, một bãi cát nằm trên một cái ven bờ biển. Xong rồi ở phía đằng xa còn có những cái ngọn núi trông nó rất là thơ mộng luôn. Chả khác gì MV của Sơn Tùng MTP cả.
Thế nên là tôi mới phải xây ngay một căn nhà ở đây để đánh dấu chủ quyền cái đã, anh em hiểu không? Một căn nhà nhìn trông nó hơi xấu xí một tí nhưng mà không sao, có chỗ để ngủ là được. Nhưng mà nhìn trông như kiểu một cái hộp ấy nhỉ, xấu thật đấy. Thôi kệ đi. Với cả căn nhà này của tôi cũng chưa xây xong đâu, mới chỉ hoàn thiện được cái vỏ bên ngoài thôi. Đấy, anh em có thể nghe thấy tiếng mấy thằng đệ của tôi đang ở trên kia kìa. Để tôi leo lên cầu thang phát. Đó rồi. Này hai thằng kia, sao rồi, xây xong cái ban công chưa? Nhìn cũng được ấy nhỉ. Chuẩn bị dụng cụ xây thêm cả phòng ngủ, phòng ăn các thứ nữa nha. Xây thêm cả hồ bơi cũng được, cho nó chất chơi người rơi. Nhưng mà nhớ là lát nữa chúng mày đừng có cắm đuốc ở bên trong này đấy, bởi vì đây là căn nhà bằng rơm mà, lửa nó chỉ cần bén một phát thôi là cháy cả nhà luôn đấy, nghe chưa? Đấy, hai thằng kia, sao cái cục gì ở ngoài kia, có phải đuốc không đây? Tháo ra nhanh lên, muốn đốt nhà hay là gì? Để ngày mai có thời gian chúng ta sẽ đi kiếm nhiên liệu thiết kế đèn sau, chứ cái nhà này không dùng đuốc được đâu. Mệt mỏi mấy cái bọn này thật, may mà tôi lên kịp các bạn ạ, chứ không là cũng tiêu đời rồi. Thôi, nghỉ tay ăn uống tí nữa chúng mày ơi, lát nữa sửa lại nhà sau cũng được. Thấy có chuẩn bị sẵn đồ ăn chưa? Ui dồi, hai cái thằng lười này lại chưa đi săn à? Lúc nãy tao bảo chúng mày đi câu cá rồi cơ mà, thế bây giờ ăn cái gì? Thề luôn, chắc là tôi phải dạy dỗ lại hai thằng đệ của tôi thôi các bạn đây, chứ tình hình như thế này không ổn chút nào rồi. Mất mặt với anh em làng xèm quá. Tôi sang bên này kiếm đồ ăn đi nào, nhanh lên, đói lắm rồi. Lên cái khu rừng trên này hái tạm một ít hoa quả về mà ăn, chứ bây giờ câu cá thì nó lâu lắm. Ủa, phía bên này có cái thứ gì thế này? Từ từ chúng mày ơi, hình như có một cái công trình gì đó ở đây này. Quái lạ thật, thằng nào xây ra cái công trình này vậy nhỉ? Không biết á, tại sao ở thời tiền sử lại mọc lên cái thứ kỳ lạ vậy ta? Từ từ để tôi xem nào, phía trong sách nó ghi là đây là cánh cổng dẫn tới vùng đất của các vị thần. Và muốn khởi động được cánh cổng này thì chúng ta phải hiến tế một con ngựa thần. Và con ngựa đó chỉ ở gần đây thôi. Trong này có ghi rõ bản đồ luôn. Trời đất, kỳ lạ nhỉ. Vùng đất của các vị thần là cái gì ta? Hay là chúng ta chuyển nhà tới đó đi, biết đâu sinh sống nó sẽ sung sướng hơn thì sao? Đừng đấy chúng mày ơi, tự nhiên tìm ra cánh cổng này hay quá rồi còn gì. Thế bây giờ đi tìm con ngựa thần nhá. Hôm nay nhịn ăn tạm một hôm đi. Lên đường thôi nào. Chỉ cần nhanh chóng tìm được vùng đất mới, không có những con khủng long xung quanh hay là những con quái vật, là chúng ta có thể hưởng thọ suốt đời rồi. Quá tuyệt vời chứ còn gì nữa. Di chuyển nhanh nào chúng mày ơi, cái chỗ đó chỉ ở gần đây thôi, đi một quãng là tới rồi. Tới nơi rồi này chúng mày ơi, trong cuốn sách nó ghi là con ngựa thần ở gần đây. Nếu lấy được con ngựa thần này là chúng ta có thể cưỡi thẳng về cánh cổng kia luôn. Nhưng mà tao nghĩ là bỏ đám khủng long này lại đi chúng mày, chứ khéo con ngựa nó sợ nó bỏ chạy là thôi cũng mất tiêu luôn đấy. Từ từ, đi sang bên này xem nào. Mà con gì kia? Trời, quái vật à? Không biết là nó có tấn công hay không, nhưng mà chúng ta cứ rút vũ khí ra đi chúng mày ơi. Tự nhiên có một con quái vật nó cản đường kìa. Mày thực sự chứ. Tấn công nó chúng mày ơi. À mà từ từ, hình như con này nó chỉ đứng im thôi thì phải. Thế thôi, cất vũ khí đi, không nó hoảng loạn bây giờ. Mục tiêu của chúng ta vẫn là tìm con ngựa, chứ không phải là để đụng mặt với con này đâu. Ngựa ư? Các cậu đi tìm con ngựa gì vậy? Trời, con quái vật này biết nói à? Có phải các cậu đang đi tìm ngựa thần để hiến tế cho cánh cổng dẫn tới vùng đất mới đúng không? Ừ, đúng rồi. Việc đó thì có liên quan gì tới mày cơ chứ? Thế có biết con ngựa thần đấy ở đâu không? Ha ha ha, ta chính là người canh giữ ngựa thần đây. Nếu muốn gặp được con ngựa đó thì các cậu sẽ phải trả lời đúng một câu hỏi của ta. Hả? Trả lời câu hỏi là sẽ được gặp ngựa thần á? Trời đất ơi, mệt vậy. Thôi thì dù sao đã tới đây rồi, chúng ta cứ chấp nhận thử thách này nha chúng mày. Được rồi, hỏi đi con quái vật kia, một câu đúng là được đúng không? Chỉ một câu thôi, nhưng mà nếu trả lời sai hai câu thì tao sẽ ăn thịt tụi bay. Câu 1,
khủng long đã tuyệt chủng như thế nào? Trả lời đi. Hả? Thằng này đang đùa đấy, khủng long đã tuyệt chủng đâu? Mấy con khủng long còn ngay đằng sau tao kia kìa. Sai một câu. Khủng long đã tuyệt chủng vì nham thạch rơi xuống trái đất. Vậy thì sai một câu nữa, tao sẽ ăn thịt chúng mày. Con quái vật nó đang nói nhảm cái gì vậy nhở? Rõ ràng khủng long còn ngay bên cạnh kia, ngay đằng sau mày. Đố chơi tử tế mà xem nào. Hoặc là đưa con ngựa luôn đây. Câu 2. Sở thích của tao là gì? Đoán đi. Ông béo như vậy thì chắc là ông thích ăn uống đúng không? Chắc không phải đâu. Ông ấy đang chỉ có một con mắt. Chắc là ông ấy thích có hai mắt đấy. Thôi dẹp cái trò chơi này đi chúng mày ơi. Đi về thôi. Con quái vật này chắc không muốn cho chúng ta con ngựa đâu. Nó toàn nghĩ mấy cái lý do vớ va vớ vẩn để đố kìa. Ồ, cuối cùng cũng có người trả lời đúng. Sở thích của ta chính là con ngựa. Sao mày biết? Đi về phía bên phải đi. Các cậu sẽ gặp được ngựa thần thôi. Đúng rồi. Thế trả lời đúng rồi thì lấy ngựa thần thôi chứ nhỉ. May quá. Cảm ơn nhá. Ui, đây rồi. Chính là con ngựa này sao? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy một con ngựa nào kỳ lạ như vậy cả các bạn ơi. Đẹp vậy. Vậy thì chúng ta có thể hiến tế nó và đi tới vùng đất của các vị thần rồi. Có chỗ sinh sống mới rồi hai thằng đệ ơi. Về nhà nào. Để nó vào đây là được đúng không ta? Hiến tế nó kiểu gì cơ chứ? Làm thế nào để chúng ta... Ui! Cái gì vậy? Ui! Anh em nhìn này! Bọn tôi đang ở một cái khu vực gì thế này? Chúng ta đã tới được vùng đất của các vị thần thật rồi sao? Hình như đúng rồi hay sao ấy? Tôi cảm giác như nó không còn là thế giới khủng long nữa rồi. Tuyệt vời chúng mày ơi! Đây sẽ là nơi ở mới của chúng ta. Anh em nhìn mọi thứ xung quanh trông đẹp chưa này? Tất cả đều trông rất là rộng, không khí thì trong lành. Và tôi không hề nghe thấy tiếng của một con khủng long hay là quái vật gì cả. Tuyệt vời. Ôi, con gì đây? Chạy, con này không phải khủng long chúng mày ơi. Chạy đi. Nó là một cái con gì ba đầu vậy trời. Ôi, sao vùng đất này lại có quái vật? Dụ nó đi kìa. Đúng rồi. Trời đất ơi. May quá. Có vẻ như vùng đất này nguy hiểm hơn tôi tưởng các bạn ơi. Chắc là chúng ta phải chú ý vào hơn thôi chúng mày ơi. Đi chặt cây chế tạo vũ khí các thứ đi, để tự vệ. Chứ vùng đất này đẹp thì đẹp thật, chứ không biết là có con gì nữa đâu. Ui, anh em nhìn quả cây kìa. Trông nó to như kiểu một cái ngọn núi vậy. Kinh khủng thật. Sao, vũ khí xong chưa? Chúng mày chế tạo cái gì đây? Hả? À, cái kẹo à? Sao lại thế nhỉ? Cây ở đây mỗi lần chặt ra là nó sẽ biến thành những cái kẹo như thế này sao? Vậy thì chúng ta sẽ phải xây nhà kiểu gì cơ chứ? Với cả đồ ăn thì sẽ kiếm như thế nào? Một vùng đất dành cho các vị thần. Tôi cũng chưa hiểu ở đây nó sinh sống kiểu gì nữa. Thôi cứ đi khám phá đi chúng mày. Nhớ là đi sát nhau vào không lạc nha. Chứ ở xung quanh đây tao thấy là nó rộng lắm chúng mày ơi. Ủa, ở đây có ngựa thần này. Nó sống y hệt cái con vừa nãy chúng ta hiến tế luôn. Cái what the fuck. Một đàn ngựa thần. Ui dồi ôi, anh em nhìn này. Những con ngựa ở trong cái vùng đất này nó đều có cánh thì phải. Và nó đều biểu hiện cho những cái sức mạnh khác nhau. Ui xin vậy. Vùng đất này thật tuyệt anh em ơi. Ngựa lửa này. Phía bên này là có mấy con ngựa gì đây? Ngựa bóng đêm à? Ấy xà, hai thằng kia chưa gì nó đã tìm được một con ngựa cho riêng mình rồi. Chắc tôi cũng phải xí một con mới được anh em ơi. Ui, ngựa sấm sét à? Con này trông có vẻ chiến này. Hình như cả đàn có mỗi một con ngựa sấm sét thì phải. Ok, tôi sẽ lấy con này đi. Có vẻ như nó cực kỳ hiền các bạn ạ. Nó không hề cắn hay là tấn công gì cả. Đó,
Chọn ngựa xong chưa? Đi nào chúng mày ơi. Một vùng đất giống như kiểu thiên đường vậy. Quá tuyệt vời. Trời tối rồi. Bay vòng vòng cả ngày xung quanh cái vùng đất này mệt thật. Vào cái hòn đảo bay này nghỉ ngơi đi chúng mày. Nhưng mà cả ngày chúng ta không ăn gì rồi. Đói quá nhỉ. Hay là chúng mày nằm đây đi, để tao đi kiếm đồ ăn phát. Chứ tình hình là sắp chết đói rồi. Liệu xung quanh đây sẽ có những loại hoa quả hay là con gì để săn không chứ? Thề luôn, mọi thứ nó đều trống vắng các bạn ạ. Liệu bọn tôi có thể sinh tồn ở cái vùng đất này hay không? Ui, cái gì đây? Nó đã bị hút vào cái này các bạn ơi. Ui, xong rồi. Cứu, cứu, cứu. Cứu. Ây da, chuyện gì xảy ra vậy? Hình như đêm qua tôi vừa bị hút vào một thứ gì đó. Và bây giờ cơ thể của tôi đã trở thành cái gì thế này? Ui, hình như con ngựa kia đã bị hợp thể với tôi thì phải. Chuyện này là sao kia chứ? Cái cây kẹo mút mà hôm qua tôi cầm đã biến thành một cây búa sét. Và quần áo của tôi bây giờ nó cũng biến thành như thế này luôn. Ui, có lẽ nào tôi đã trở thành một vị thần. Trời, đúng là như vậy rồi thì phải. Tôi có thể điều khiển được cái sức mạnh sấm sét đang nằm trong cái bàn tay tôi này. Ảo vậy. Thế này thì đi về cánh cổng hôm qua và thống trị thế giới khủng long thôi chúng mày ơi. Chứ chúng ta không thể ở đây được nữa đâu. Chả có đồ ăn gì cả. Tuyệt vời. Sau chuyến đi này tôi đã trở thành một vị thần. Có thể nói tôi đã trở thành thần sấm sét thì phải. Uầy, giờ thì mấy con khủng long sẽ biết tay tôi. Ui dồi ôi, anh em thấy chưa? Đập một phát là cây rụng hết luôn chứ còn gì. Cái này tha hồ chặt gỗ rồi. Nhưng mà ngoài điều khiển sấm sét thì tôi có thể làm gì ta? Liệu tôi có thể bay lên không trung hay không? Từ nãy giờ tôi chỉ thấy tôi nhảy cao thôi. Uầy, đúng là tôi bay được thật các bạn ơi. Mọi người nhìn này. Trời đất, thậm chí là tôi có thể bay thẳng xuống biển luôn mà không thấy ngộp thở hay là gì cả. Quá tuyệt vời. Thế này thì tha hồ bắt cá rồi chứ còn gì nữa. Ui dồi ôi, kìa, có mấy cái con gì ở dưới kìa. Sướng buốt. Mỗi con này tôi chỉ cho một đập thôi là bọn nó đi rồi anh em ạ. Cái sức mạnh sấm sét quả thực là nó rất là kinh khủng. Nó giật điện lên tới hàng nghìn vôn đấy chứ. Trời đất ơi, thậm chí tôi có thể điều khiển được cả thời tiết này. Chạm vào một phát là mây cái thứ kéo tới luôn. Xịn vậy. Ui ui ui, cái gì thế này anh em ơi? Tôi đang sở hữu một cái tốc độ của sấm sét. Di chuyển thì mà nhanh vậy. Trời đất ơi, chả thấy gì cả. Đây đúng là sức mạnh của thần sấm rồi. Này thì khủng long này. Bây giờ tôi không phải sợ mấy cái con này nữa rồi. Nó chỉ là những cái con tôm tép trước mặt tôi thôi. Giật phát đi luôn. Cứ kệ hai thằng đệ tôi ở nhà đi. Bây giờ tôi sẽ sinh tồn một mình anh em ạ. Bây giờ tôi là thân rồi mà, khác với đẳng cấp của bọn nó rồi. Ha ha. Ui, Kraken. Tôi nhớ là tôi đã từng tiêu diệt con Kraken này rồi mà. Sao nó lại ở đây nhỉ? Hình như đây không phải con Kraken bình thường. Kỳ lạ vậy. Sao nó lại ở trên bờ thế này? Chạy. Lại thêm con gì kia? Đây không phải là một con quái vật ở thời của tôi thì phải. Chó sói ba đầu sao? Có lẽ nào mấy cái bọn này tới từ vùng đất của các vị thần. Hình như tôi đã tạo một cái lỗ hổng cho bọn quái vật này tới đây. Tôi xong rồi, con gì đây? Xuất hiện rất nhiều quái vật kỳ lạ khắp nơi luôn anh em ơi. Tôi nhớ là tôi đã đóng cánh cổng nó lại rồi mà. Tôi xong rồi. Việc làm này của tôi đã mở ra lỗ hổng giữa hai thế giới. Đó chính là thế giới khủng long và thế giới của các vị thần. Bây giờ tôi phải làm gì? Ôi là con gì đây? Là con ba đầu mà tôi gặp ở vùng đất vừa nãy.
Thậm chí cả cua khổng lồ nữa sao? Ôi dồi, hai thằng đệ của tôi còn an toàn không cơ chứ? Bọn quái vật này đã xâm chiếm khắp nơi trên trái đất rồi. Quái vật người cây hay cái gì vậy? Phải nghĩ cách để đóng cánh cổng đó lại thôi các bạn ơi, chứ không cả trái đất này sẽ không còn an toàn nữa đâu. Các đồ ăn và mọi thứ sẽ trở thành một vùng đất chết mất. Ui, bọn nó bay từ trên trời xuống à? Đúng vậy. Tránh ra. Ôi ôi, có gì đấy? Lại xong à? Tuy là mỗi con này tôi chỉ đam một phát là đi luôn, nhưng mà thực sự quá đông thì tôi cũng sẽ không thể đánh nổi đâu. Toàn mấy con quái vật trong thần thoại hay gì ấy anh em ơi, nhìn trông rất là kỳ lạ luôn. Ôi xong rồi, thế sao tôi lại gây ra chuyện này chứ? Chắc là tập này chúng ta tới đây thôi anh em ơi. Và nếu ai mà thích video này đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha. Bây giờ tôi phải dọn dẹp bọn này và đưa trái đất về lại như cũ đây. Mệt mỏi thực sự ạ. Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục tới với series ARK. Và lại là tôi DAV đây. Hôm nay anh em thấy tôi ăn mặc trông thế nào? Rất là gọn gàng kín đáo phải không? Bởi vì là hiện tại thì tôi cùng với hai thằng đệ đang ở một cái vùng đất Bắc Cực rất là lạnh, chứ không phải là ở nhà như mấy tập trước nữa đâu. Và cái lý do mà bọn tôi ở đây, đó chính là tôi đang phải tìm kiếm và thu phục một con sinh vật gì đó xung quanh cái vùng núi tuyết này. Ví dụ như Bigfoot hay là sói cổ đại khổng lồ chẳng hạn đấy. Nói chung thì hy vọng là sẽ gặp được một cái con gì đó nó lạ lạ một tí, bởi vì là tôi cũng chưa lên đây bao giờ cả. Ở phía dưới mặt đất, cái vùng mà tôi đang sinh sống thì nó toàn mấy cái con khủng long vớ va vớ vẩn thôi. Thu phục nhiều nó cũng chán rồi. Thế nên ngày hôm nay bọn tôi mới phải vác chân để lên cái vùng đất lạnh giá này đây. Nó lạnh tới cái mức mà từ nãy giờ tôi đứng có một lúc thôi mà đã sun hết cả vòi vào rồi. Thôi chuẩn bị lên đường nào hai chúng mày ơi. Nhất định ngày hôm nay chúng ta sẽ phải tìm ra được một con quái vật để mang về nghe chưa. Chứ mất công đi đường xa tới đây mà không tìm được con gì thì nó lãng phí lắm. Chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xuôi hết chưa? Chuẩn bị lên đường tiếp nào. Từ nãy giờ nghỉ chân cũng đủ rồi. À quên, không giới thiệu với mọi người, đây là ba con lạc đà mà tôi mới thu phục được. Nó sẽ là cái phương tiện khá là thích hợp để giúp bọn tôi đi lại xung quanh cái vùng núi tuyết này. Mà dù nhìn mặt trông hơi đần một tí nhưng mà tôi thấy bọn nó khá là ngoan. Mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Ok, dụng cụ xong xuôi hết chưa mày? Thế bây giờ là chúng ta phải tìm con quái vật ở đâu? Xem bản đồ đi. Xung quanh đây chắc chắn là sẽ có nhiều quái vật tuyết lắm, cứ yên tâm. Lên đường thôi nào. Nếu mà trời tối thì chúng ta sẽ kiếm một cái hang động gì đó để trú ẩn, chứ đừng có ở ngoài, bởi vì không biết là xung quanh đây sẽ có gì đâu. Ây da, chưa gì đã thấy một con đại bàng to tổ bố đằng sau nó rình mò rồi kia kìa. Cẩn thận nghe chưa. Mà tại sao ba con lạc đà này nó đi chậm thế nhỉ? Thằng nào thu phục ba con này đây? Đi thế này thì bao giờ mới tìm thấy quái vật ở chúng mặt? Ê! Cái gì mà chạy nhanh vậy? Ui ui, bình tĩnh mấy anh lạc đà ơi. Em chỉ đùa thôi mà. Từ từ nào. Trời đất, em biết các anh nhanh rồi, khổ quá. Dừng dừng dừng. Phía bên cạnh có tiếng động này. Ấy da, một con voi ma mút các bạn ơi. Trông to thế nhỉ, không biết nó có tấn công không. Thôi, để an toàn chúng ta sẽ chạy thật nhanh qua đây nha. 3 2 1, chạy. Ở kia. Con này chạy nhanh nào kìa. Bị làm sao thế mày, chạy nhanh lên. Voi nó tấn công bây giờ. Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Trời ạ, lạc mất mấy thằng kia rồi. Trái hiểu con lạc đà này bị làm sao chứ. Lúc cần chạy nhanh thì không chạy ạ. Bây giờ biết tìm bọn kia ở đâu. Tôi đã mất dấu bọn chúng rồi. Bực thật chứ. Đúng là con lạc đà phản chủ mà. Biết thế thu phục con khủng long còn sướng hơn. Từ từ, hình như phía đằng trước có mùi gì đó khét khét các bạn ơi. Có lẽ nào tôi đã tìm thấy hai thằng đệ của tôi rồi. À đây rồi. Tí nữa thì lạc mất hai bọn này ạ. Đại ca đã trở về rồi đây. Hai thằng kia sao không lên đường đi tìm tao đi, lại còn đứng đây đốt lửa làm gì. Hey, thế là mất cả ngày chả tìm được con quái vật nào để thu phục ạ. Thôi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường tiếp vậy, chứ trời tối thế này cũng chả đi đâu được đâu. Nhưng mà sợ là xung quanh sẽ có những cái con sói tuyết hay là những cái con quái vật gì đó đấy.
chúng ta sẽ phải kiếm một chỗ nào đấy để ngủ cho nó an toàn đi. Đây, chắc là nằm lên mấy cái bụi cây này chúng mày ơi. Bởi vì nếu mà ngủ trên những cái bụi cây này thì cái mùi của lá cây nó có thể che khuất cái mùi của cơ thể bọn tôi. Những con khủng long xung quanh nó sẽ không đánh hơi ra đâu. Rồi, nằm ngủ nào. Sáng mai anh lên đường sớm nha. Cái cuộc phiêu lưu lên vùng núi tuyết này chúng ta sẽ không thể về tay trắng được đâu. Hiểu chưa? Không tìm được quái vật để thu phục thì không bao giờ về. Ôi, trời sáng rồi sao? Ấy da, đêm qua ngủ phê quá các bạn ơi. Và bọn kia đâu rồi? Ủa? Sao hai thằng kia nó dậy từ lúc nào mà nó không thèm gọi mình thế nhỉ? Hay là bọn nó đi kiếm đồ ăn? Ờ chắc là thế đấy. Từ từ, ba con lạc đà mà bọn tôi để ở đây đâu? Tại sao bọn chúng biến mất rồi? Trời ạ, hai thằng đệ của tôi cũng biến mất tiêu luôn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ui, con gì kia? Không ổn rồi. Núp 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 núp. Đừng bảo là bọn kia bị ăn thịt hết rồi nhá. Tôi không tin là có chuyện như vậy. Tại sao lại xuất hiện một con khủng long to đùng nó đứng ở kia nhỉ? Tôi linh cảm tới một điều gì đó không ổn các bạn ơi. Sang bên này xem nào. Ủa, xác chết của con nào đây? Những vết đâm. Hình như những vết này là của hai thằng đệ của tôi. Vậy bọn chúng ở đâu? À giời, hai thằng kia làm gì trên đấy đây? Có biết là bọn lạc đà nó đã bị ăn thịt rồi không hả? Làm gì mà ngồi trên đấy đây, ngắm cảnh à? Có gì? Đâu ta xem nào. Ui, một con gì kia các bạn ơi? Hình như nó là một con kỳ lân thì phải. Một con động vật ở trong truyền thuyết sao? Chúng ta có nên thu phục nó không? Có đấy thưa đại ca. Nếu chúng ta thu phục được con kỳ lân này, chúng ta có thể phối hợp với một con quái vật khác và tạo nên một cái giống loài cực kỳ kinh khủng. Tôi nghe nói như vậy. Cái gì? Vậy là nó có thể hợp thể với một con quái vật và tạo thành một giống loài mới á? Đúng là một con động vật trong truyền thuyết có khác. Nhưng mà làm thế nào chúng ta mới có thể thu phục được con kỳ lân này đây? Chúng mày nghĩ cách đi. Hay là dùng cái cách lần trước thu phục con cua khổng lồ cũng được. Thằng còi kia còn giữ cái chói chân lần trước không? Bây giờ chói nó lại, sau đó chúng ta sẽ cho nó ăn vật phẩm thuần hóa. Thế là xong. Đúng rồi, đúng rồi. Và con kỳ lân này sẽ là của bọn tôi thôi. Ngon, ha ha. Xuống thưa chúng mày. Tưởng gì chứ dăm ba con ngựa này quá là đơn giản. Nhưng mà có thật là nó có thể có sức mạnh hợp thể với một con quái vật khác không đây? Chứ tao nghe thấy nó hơi vô lý đấy chúng mày ạ. Thôi, giờ thì chúng ta coi như là có con ngựa để đi lại. Chứ mấy con lạc đà kia thì vứt đi cũng được. Đẹp quá các bạn ơi. Đúng là ngựa trong truyền thuyết. Giờ thì định chạy đi đâu hả ngựa? Ê! Sao nó thoát được cái vòng chói đấy đây? Bắt nó lại nhanh lên chúng mày. Không được để nó thoát. Trời ơi, phí chưa kia. Bơi nhanh nào. Sao không cho nó ăn vật phẩm thuần hóa từ lúc chói chân luôn đi? Ai lại để nó thoát ra như thế? Không, chúng ta đã dần mất dấu nữa rồi. Không 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 không. Trời ơi. Ai? Bọn tôi để con kỳ lân nó thoát rồi các bạn ơi. Phí thế nhở. Tại hai thằng chúng mày đấy. Sao không cho nó ăn cái vật phẩm thuần hóa ngay từ đầu đi? Ờ, nhưng mà tại sao đại ca lại vỗ vào mông nó làm gì? Thằng béo đây thì cãi không? Đấm cho một trận bây giờ. Từ từ. Có lẽ nào con kỳ lân đó vẫn còn ở đây? À, đây rồi. Chạy đi đâu? Nó đã bị một bầy sói tấn công các bạn ạ. Và ngất ra rồi. Được. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó ăn cái vật phẩm thuần hóa để cho nó tỉnh dậy và trở thành vật nuôi của chúng ta nào. Đó, xoài. Thế là xong. Vậy là con ngựa này đã là của tôi rồi các bạn đây. Quá là tuyệt vời. Woo! Cưỡi con này phê lắm các bạn ơi. Một con ngựa thực sự rất là cao. Lần đầu tôi được cưỡi một con ngựa trong truyền thuyết như thế này. Nhanh chưa? Hai thằng kia, né ra nào. Ấy da.
Vậy là bây giờ chúng ta có thể hợp thể con ngựa này với một con quái vật nào đó đúng không? Được, sang bản đồ đi xem nào. Sao? Trên đường đi này có một con rồng tuyết á? Chúng ta có thể phối con ngựa này với con rồng tuyết đó được không? Úi giời ơi, thu phục rồng thì hơi mệt nha. Thôi được rồi, coi như ngày hôm nay chơi lớn tí vậy. Lên đường là chúng mày. Nếu phối hợp được con rồng tuyết đó với con kỳ lân này thì nó sẽ tạo ra một sinh vật và tôi sẽ trở thành bá chủ thôi. Ấy da, con rồng đó đang ở trước mặt đúng không nhỉ? Nhìn cũng to đấy. Nhưng mà dăm ba con rồng này thì tôi không sợ đâu. Chuẩn bị lên cho nó ăn cái vật phẩm thuần hóa đi nào chúng mày. Con rồng này chắc dễ thu phục thôi. Nhưng mà thưa đại ca, trong sách ghi là con rồng này không thể bị thuần hóa được bởi cái vật phẩm của chúng ta dùng đâu. Cái gì? Sao lại như thế được? Cái vật phẩm chúng ta dùng thu phục được cả rồng bóng đêm mà. Nhưng mà nghe nói đây cũng là một loài rồng trong truyền thuyết thì phải. Nó không phải con rồng bình thường. Và cách duy nhất để chúng ta thu phục nó, đó chính là phải cho nó ăn phân của con kỳ lân đằng sau. Thật là trùng hợp phải không đại ca? Cái gì? Cho nó ăn phân của con kỳ lân này á? Làm sao mà thu phục bằng cách đấy được? Mày đùa à? Thì trong này có ghi là phân của con kỳ lân này có thể thu phục được tất cả các con động vật trong truyền thuyết. Đâu, đưa cuốn sách đây tao xem nào. Làm gì mà có chuyện hoang đường đấy được. Nhỉ, trong sách ghi như vậy thật này. Cuốn sách này được tìm từ một hang động thần thoại nên chắc là nó sẽ không nói dối đâu. Vậy thì chúng ta phải làm gì để có được phân của con kỳ lân này đây hả đại ca? Ai, tại sao lại phải làm cái chuyện điên rồ này chứ? Cho nó ăn hết số lương thực còn lại của chúng ta đi, chắc chắn là nó sẽ phải tiêu hóa thôi. Mệt thật nhỉ. Thôi vì con rồng này chúng ta phải cố gắng vậy. À, nó ra cục phát rồi kìa. Có lẽ nào đây chính là cái vật phẩm sẽ thuần phục được tất cả các con động vật trong truyền thuyết. Wow, ra hai cục luôn. Tuyệt vời. Giờ hai chúng mày nhặt cái cục này lên đi. Hai chúng mày sẽ là người đưa cho con rồng kia ăn. Ở kìa. Thì có muốn thu phục con rồng kia không hả? Nhanh lên nào, nó không có mùi gì đâu. Nhanh cái chân lên. Tao sẽ là người dụ con rồng và hai chúng mày sẽ đi quăng vào mồm nó, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ hợp thể được hai con này, trở thành một con động vật cực kỳ kinh khủng. Rồi, kế hoạch là như thế nha. Bây giờ ta sẽ cưỡi con kỳ lân lên kia và đi dụ con rồng ra đây. Kia kia kia, thuần hóa nó đi nhanh nào. Nó sắp phá nát cả chỗ này rồi chúng mày ơi. Úi dồi ôi, con rồng này khỏe quá. Thuần hóa nó đi. Được chưa, nó ăn chưa, nó ăn chưa? Đâu rồi, hay chẳng ghê lâu thế nhỉ? Ủa, nó đứng im rồi kìa. Có lẽ nào chúng ta đã thành công. Yes. Vậy là thuần hóa được con rồng này rồi. Quá tuyệt vời luôn chúng mày ơi. Thế là chúng ta có thể hợp thể hai con này thành một. Và chắc chắn nó sẽ tạo ra thành một con sinh vật gì đó cực kỳ kinh khủng đây. Và chúng ta sẽ có một con vật nuôi mạnh nhất thế giới này. Giờ thì về nhà thôi. Chúng ta hết việc với cái vùng núi tuyết điên rồ này rồi. Về nhà sưởi ấm nào. Ui da, cuối cùng cũng được quay trở lại vùng đất thân yêu các bạn ơi. Và tôi đã thu phục được hai con này rồi. Hôm nay đúng là một ngày cực kỳ thành công. Xuống thôi chúng mày ơi. Để tạm hai con này ở đây đi. Thế bây giờ làm thế nào chúng ta mới có thể kết hợp bọn nó lại với nhau đây? Để tôi xem nào. Trong sách ghi là để kết hợp hai con này lại thì chúng ta phải tới một cái vùng sáng nào đó, thường xuất hiện vào buổi tối. Ở kìa, vùng sáng là sao? Nói rõ xem nào. Thế là chúng ta lại phải đi tiếp à? Tôi thấy mất công quá đại ca ơi. Hay là chúng ta nuôi tạm hai con này tôi thấy cũng được mà. Không, phải kết hợp nó lại thì chúng ta mới có thể nuôi một con nó mạnh hơn chứ. Đọc tiếp đi. Lưu ý là khi đưa hai con vật vào vùng sáng này thì chúng ta không được phép thêm một con nào khác vào nữa. Ok, vậy là luồng sáng này thường xuất hiện vào buổi tối đúng không? Thế tao đi ngủ đây, chúng mày đứng ngoài canh đi. Tối nay chúng ta sẽ lên đường. Thôi xong rồi, muộn rồi các bạn ơi, trời tối rồi. Tôi phải lên đường thôi. Bọn kia còn ở đây không? Ôi, mãi mới ngủ dậy ạ. Đi thôi chúng mày. Chắc chắn là cái luồng sáng đó chỉ ở xung quanh đây thôi đúng không? À, nó kia rồi. Nhanh nào chúng mày ơi. Thấy luồng sáng đó rồi. Thực sự tôi rất là nóng lòng và không biết là khi kết hợp hai con này lại với nhau, nó sẽ trở thành một con sinh vật gì đây.
chúng ta phải dọn dẹp hết mấy con khủng long vớ vẩn xung quanh đi. Bởi vì nếu mà trong quá trình hợp thể mà một con khủng long bước vào thôi, là nó có thể hỏng hết cả quá trình đó luôn. Nó sẽ trở thành một con động vật không như tôi mong muốn đâu. Ok, tới nơi rồi. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ phải đưa hai con này vào cái vùng sáng này đúng không? Chuẩn bị nào chúng mày. Let's go. Đi vào trong nào. Wow, tôi cảm thấy được năng lượng. Từ từ, hình như có con gì đó đang bước vào. Bỏ nó ra chúng mày ơi. Ây da, hợp thể thành công chưa? Hình như nãy có con gì đó bước vào trong lúc chúng ta hợp thể đúng không? Không ổn rồi. Con đấy đâu? Úi giời, cái gì đây? Nó ra con sinh vật gì thế này? Trời đất, nó đã hợp thể ra một cái con gì đó rất là khổng lồ các bạn ơi. Hình như là do một cái con gì đó nó bước vào thì phải. Nhìn trông đáng sợ thực sự luôn. Ai ai ai, từ từ. Con này nó đang mất kiểm soát hay gì đây? Nhưng mà tôi cũng đang thắc mắc tại sao nó to như thế nhỉ? Có lẽ nào con Godzilla ở tầng 1 nó đã bước vào cái vùng sáng vừa rồi? Hay là con quái vật gì đó sao? Chứ không thể nào hai con động vật băng mà nó lại ra một con như thế này được. Ui, làm thế nào bây giờ? Nó sẽ phá hủy cả khu rừng này mất. Hãm nó lại đi chúng mày. Trời ơi, nhìn kìa. Ui, cái gì đây? Năng lượng rất là kỳ lạ luôn. Hai con động vật trong truyền thuyết kết hợp với một con quái vật gì đó kiểu Godzilla, nó đã tạo thành một thứ như thế này đây. Cuối cùng trời đã sáng. Bọn tôi đã rình mò ở đây khá lâu rồi. Có vẻ như nó đã hiền lành trở lại. Chắc chắn là bên trong nó vẫn có cái gì đấy mà tôi có thể thuần hóa được chứ. Thử cố gắng đi lên trên người nó xem nào. Hy vọng là tôi có thể lái nó. Ui, to thế nhở. Trời, tôi đang cưỡi trên đầu nó các bạn ơi. Wow, từ từ. Ôi không. Ôi, xong rồi, nó lại mất kiểm soát rồi. Ui, lần đầu tôi được cưỡi trên đầu của một cái con rồng nó to như thế này. Tôi nghĩ đây không phải hẳn là một con rồng nữa. Nó là một cái con kiểu Dạng là rồng kỳ lân hay gì hay sao ấy nhỉ. Các bạn nào có tên gọi chính thức cho cái con này không? Không biết tại sao phối hợp lại nó lại ra một cái con như thế này. Nhưng mà thực sự nó rất là tuyệt anh em ơi. Wow, tôi nghĩ rằng nó đã trở thành vật nuôi của riêng tôi rồi. Nó có thể bơi ở dưới nước này. Yeah, đúng là cuộc hành trình không mất công tí nào cả. Nhưng mà cái khí hậu ở xung quanh đây tôi nghĩ là sẽ không phù hợp với cái con rồng này đâu. Có thể nó sẽ phải sinh sống ở nơi khác. Tôi sẽ phải đưa nó ra nơi khác thôi, chứ không nó sẽ phá hủy hết mất. Ok, và nếu anh em nào thích cái tập này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh, để cho giúp tôi đạt được 300.000 người đăng ký trong quãng thời gian sớm nhất là cuối năm nay nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu anh em nào hóng chờ những cái cuộc hợp thể tiếp theo thì đừng quên comment ở xuống phía dưới để tôi biết nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bây giờ tôi phải mang con rồng này đi ra chỗ khác đây, chứ để ở đây thì không ổn đâu. Cả thế giới, cả khu rừng sẽ bị tàn phá mất. Xin chào tất cả mọi người, và chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với tựa game ARK. Lại là tôi RAV đây. Và ngày hôm nay thì tôi chắc chắn là mọi người đang rất là bất ngờ về cái quả đầu mới của tôi với cả cái quả sâu mới này phải không? Đúng rồi. Ngày hôm nay tôi biết là nhìn tôi trông đẹp dai hơn rất nhiều so với mọi khi mà. Thường là tôi toàn để cái quả tóc bù xù trông như cái thằng người rừng thôi. Nhưng mà hôm nay buộc lên cái nhìn nó khác liền, anh em thấy chưa? Và không chỉ như vậy đâu, ngày hôm nay tôi còn có một bất ngờ nữa đang muốn cho mọi người xem đây này. Đó chính là hiện tại tôi đang có mặt ở một cái vùng đất của tổ tiên loài rồng. Có thể nói thì đây là cái nơi sinh sống của những cái con rồng ấy. Nhưng mà bọn rồng ở trên cái vùng đất này thì nó rất là quái dị và nó kỳ lạ.
mà từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ được gặp cả. Thế nên ngày hôm nay bọn tôi sẽ khám phá và phiêu lưu thử ở cái vùng đất này, xem là có bắt được cái con rồng nào không nha. Ở tập trước thì tôi đã săn cả rắn khổng lồ rồi, nhưng mà ngày hôm nay thu phục tất cả loài rồng thì không biết nó sẽ như thế nào đây. Và như mọi người có thể thấy ngay trước mắt kia kìa, đó chính là cái con thuyền của tôi. Lúc nãy thì bọn tôi vừa mới cập bến tới hòn đảo này thì đã bị một cái con rồng khổng lồ nó tấn công. Thế nên đó là lý do mà cái con thuyền của tôi nó đổ nát như thế này. Cũng may là bọn tôi trốn thoát được khỏi con rồng đó và nó cũng bỏ đi rồi. Nói chung thì cái vùng đất này nó nguy hiểm tới cái mức mà phải có người đặt cả cái cờ cảnh báo ở đây này, một cái cờ biểu tượng của hòn đảo rồng. Tất nhiên là tôi cũng biết được cái vùng đất này nó nguy hiểm như thế nào rồi. Thế nên ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một cái loại vũ khí tối tân để có thể tiêu diệt những cái con rồng. Ừ, nhưng mà không phải mấy cái quay gậy này mới thằng này. Thứ vũ khí mà tôi đang nói tới chính là cái thứ này này. Đây chính là một cái cây nỏ có thể bắn ra những cái cung tên, và tôi đã tẩm độc với cả thuốc ngủ vào trong rồi. Thế nên là chúng ta có thể săn rồng bằng cái thứ này. Nhưng mà từ từ, như chưa có đạn thì phải chúng mày ơi. Máu ném đạn ra đây nào cái thằng này. Hổ vừa mới vào video hơi cồng kềnh tí anh em ạ. Đây đây đây. Đó. Tôi sẽ bắn ra những cái cung tên, hay là cứ gọi là cung tên đi. Nói chung là cái cung tên đó đã được tẩm độc với cả thuốc ngủ vào trong để bọn tôi có thể săn rồng. Thế nên tôi chắc chắn là với vũ khí này không có con rồng nào có thể qua mặt nổi tôi ngày hôm nay đâu. Giờ thì cùng đi săn nào. Chạy thử lên khu trên này đi. Nếu mà thấy con rồng nào xung quanh là phải báo hiệu cho tao biết đấy, hiểu chưa? Tất cả mỗi người sẽ nhìn về một cái hướng khác nhau nha. Phải chú ý xung quanh vào. Tập trung, nếu không là mấy con rồng nó tấn công lúc nào không biết đâu. Ở kìa cái thằng này. Tao bảo là chú ý rồng xung quanh các bạn, đây có phải rồng đâu. Kìa, để ý cả mấy con khủng long to đùng kia kìa. Và đặc biệt là phải nhìn lên trên bầu trời ý. Chắc chắn sẽ có con rồng nào đó bay qua. Từ từ, cái gì đây? Một quả trứng các bạn ơi. Tại sao lại có một quả trứng to như vậy nhỉ? Tôi nghĩ đây không phải là trứng khủng long bình thường đâu. Bởi vì trứng khủng long không bao giờ nó màu đỏ với cả nó to như thế này cả. Chắc chắn đây chỉ có thể là trứng rồng thôi. Chúng ta đã tìm thấy một quả trứng rồng rồi. Anh em thấy chưa? Tôi đã nói vùng đất này có rất nhiều những cái con rồng sinh sống mà. Vừa mới chạy được một đoạn đã thấy một quả trứng rồi chứ. Lấy nó đi. Chúng ta sẽ mang quả trứng này ra một cái khu nào đó trên kia. Chứ để ở đây không an toàn cho lắm đâu. Bởi vì rất có thể con rồng mẹ sẽ quay trở về cái chỗ đó và nổi điên lên với bọn tôi. Lúc đấy thì khó mà chống cự lắm. Và trước khi bắt đầu cái cuộc phiêu lưu của tôi ngày hôm nay, thì anh em cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, vậy hiện tại là bọn tôi đã tìm thấy được một cái khu vực rất là đẹp để có thể xây một cái căn nhà rồi các bạn ơi. Thực sự là tôi cũng không định ở trên cái hòn đảo này lâu đâu, nhưng mà có một cái căn nhà thì buổi tối nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, nên tôi đã xây cái căn nhà nhỏ này. Và quả trứng bọn tôi lúc nãy mang theo thì... Ở kìa, trứng này có phải đồ ăn đâu hai chúng mày? Sao lại nướng nó lên làm cái gì? Trời đất ơi, đấy chính là quả trứng rồng, và chúng ta mang về đây để đợi nó nở ra rồng con, sau đó chúng ta nuôi, chứ không phải cái này là đồ ăn đâu nha. Đừng có nướng lên nữa đấy. Ý thì mất quả trứng chứ. Thôi lên khu trên này xem nào. Nói thì tìm mấy cái con chim hay là con khủng long con gì đấy mà ăn, chứ đừng có động vào cái quả trứng của tao nữa đấy. Mệt thật. Cứ không để mắt tới hai bọn nó phát là hai cái thằng đấy nó lại làm mấy cái điều dại dột thôi. Đúng là mấy cái thằng đệ báo đời mà. Mà khoan đã, hình như ở trên này có con gì đang đi đây chúng mày. Uầy, con này như không phải khủng long đâu, bắn nó đi mày. Có con gì trong gì mày? Uầy, có thể nó là một con rồng gì đó sao? Kỳ lạ nhỉ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con sinh vật nào mà nó quái dị như vậy cả. Liệu nó có phải là một con rồng không? Lấy vật phẩm thuần phục ra cho nó ăn đi. Chúng ta sẽ thuần phục thử cái con thú này. Ok, vậy là nó đã trở thành thú cưng của bọn tôi rồi anh em ơi. Uầy, con này đúng không phải là một con chim hay là con khủng long bình thường. Anh em nhìn này, lạ thế nhỉ. Giống như là kiểu nó là một con thú lai rồng thì phải. Nhìn cái mỏ của nó kìa. Ôi dồi, đúng là hòn đảo này có nhiều con thú nó kỳ lạ thật. Bay được không ta? Như con này không bay được anh em ơi. Uầy, nhưng mà công nhận là cái vũ khí của tôi lợi hại nhỉ. Bắn vài phát là con này nó nằm luôn rồi chứ. Rồi thì mang nó về nhà nào. Cho nó đứng ở ngoài cửa nó canh nhà. Ôi, con gì đây? Ủa, cẩn thận, tôi bay. Bắn nó đi, bắn nó đi. Ủa, tôi xong rồi. Con khủng long kia vừa tiêu diệt con rồng mới của tôi anh em ơi. Ủa thật chứ, vừa mới thu phục được một con sinh vật lai rồng kỳ lạ,
Thì nó đi luôn rồi anh em ạ. Thôi lên khu trên này bắt con khác nào. Chúng ta sẽ tìm một cái con gì nó mạnh hơn với cả nó to hơn một chút. Chứ nói thật là cái con vừa nãy nó yếu đuối quá, không phù hợp làm thú cưng của bọn tôi đâu. Từ từ, trên này có tiếng động gì thì phải. Con gì nó vừa kêu vậy ta? Liệu có phải là một con rồng không? À, con này là cái con gì thế nhỉ? Không phải là rồng anh em ơi, hình như là một cái con cá sấu gì đó thì phải. Mà sao cá sấu trông dị vậy? Uầy, thôi kệ đi, chúng ta không cần thuần phục con này đâu. Nhìn trông cũng chả mạnh mẽ gì cả. Chắc chắn là phải tìm bằng được một cái con rồng có cánh các thứ, xong rồi có thể phun ra lửa, thế nó mới xứng đáng mục đích bọn tôi tới vùng đất này chứ. Lên khu xe này xem nào. Đấy rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy được một con rồng anh em ơi. Uầy, nó đang ở ngay trước mặt chúng ta kìa. To thực sự luôn. Cẩn thận nha tụi bay, di chuyển thật là nhẹ nhàng khẽ khàng thôi. Chúng ta bằng được sẽ phải săn được con rồng này. Mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy được một con. Uầy, có phun được lửa à? Đúng như tôi mong muốn. Nhưng mà ra phía sau lưng nó đi, chứ đừng đứng trước mặt nó như thế. Đây đây, luồn nhẹ ra từ phía sau rồi bắn nó nào. Úi dồi, nó bay lên rồi. Tí thì kịp chứ. Từ nhẹ nhàng nha, nó có thể đánh hơi ra chúng ta đấy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Di chuyển thật là nhẹ nhàng. Đúng rồi, giờ canh thời cơ xong rồi bắn nó luôn. Đừng để nó nhìn thấy là được. Đây rồi, luồn ra sau lưng. Đúng rồi, bắn đi chúng mày. Rồi. Ui dồi ôi, anh em thấy sự lợi hại của cái vũ khí của tôi chưa? Tầm cả thuốc độc cả thuốc ngủ vào thì làm sao con rồng này đỡ được. Vậy là bọn tôi đã cho nó ăn vật phẩm thuần phục, và bây giờ nó đã thành thú cưng của bọn tôi rồi. Đấy, rồng nó phải như thế này chứ. Ui dồi, đỉnh chưa? Chạy chạy các thứ này. Phun lửa này. Quá hoành tráng luôn. Nhưng mà con rồng này nói thật thì vẫn hơi yếu anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ có những cái con rồng nó khỏe hơn ý, thì săn nó sẽ khó hơn. Thôi kệ đi, bay về nào. Ngày hôm nay đúng là một cái ngày thành công. Tuy chỉ vừa mới đặt chân lên vùng đất này, nhưng chúng ta đã thu phục được một con rồng rồi. Chắc chắn là ngày mai bọn tôi sẽ cố gắng bắt thêm nhiều con hơn nữa anh em ơi. Ê, ê, từ, quật tí thôi, làm gì căng thế mày. À, nóng tính quá nhở. Uầy, nhưng mà cơ thể của nó nhìn trông đẹp nhá. Da thịt các thứ để sần sùi này. Nói chung thì trước đây tôi cũng đã từng bắt mấy con rồng ở trên hòn đảo của tôi rồi, nhưng mà toàn mấy cái con vớ vẩn thôi. Làm gì mà đừng ngầu loi với cả mạnh như rồng trên hòn đảo này được. Đấy, mời vào ngủ nào anh em ơi. Ngày mai chúng ta sẽ còn rất là nhiều việc để làm đấy. Đây là một cái cuộc đi săn rất là nguy hiểm, chứ không thể chủ quan được đâu. Ây da, chào mọi người nhá. Tôi đã quay trở lại vào một ngày mới trên hòn đảo này rồi đây. Ngày hôm nay thì bọn tôi đang dự tính là sẽ đi thu phục thêm nhiều con rồng ở trên hòn đảo này. Và đầu tiên là bọn tôi sẽ chế tạo một cái bộ quần áo trước. Một bộ quần áo thật là ấm, để bọn tôi có thể đi lên một cái đỉnh núi tuyết và săn một cái con rồng băng ở trên đó. Tôi thì có nghe nói về cái con rồng băng này từ rất lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp gặp. Thế nên tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ là một cái ngày rất là thích hợp để tôi nhìn thử một con rồng băng một lần trong đời xem nó như thế nào. Mà từ từ, hình như có cái thứ gì nó đứng đằng kia kìa chú mày. Từ từ, cẩn thận nha. Tiếng của cái con này nghe nó kinh lắm. Rồi ôi, giống gì vậy trời? Nó xuống nó quái gì vậy? Rồng ba đầu à? Hay là rồng bảy đầu? Bình tĩnh nào. Trước khi săn được con rồng băng ở trên đỉnh núi tuyết, thì chúng ta bằng được phải bắt được cái con này. Chúng nó uy lực quá anh em ơi. Ui, nó phát hiện ra chúng ta rồi. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chưa kịp bắn hay là làm gì chứ? Lao xuống dưới đi. Tất cả chia ra dụ nó từ các hướng khác nhau, xong rồi đứng từ các hướng đó bắn xuống là được. Đấy đây, nó đang đuổi tao này, hai thằng kia đâu? Bắn vào sau lưng nó đi. Con này nó thính quá các bạn ơi. Chưa kịp làm gì nó đã phát hiện ra tôi rồi chứ. Kìa kìa kìa, đúng rồi, bắn đi chúng mày. Hai thằng đệ của tôi đang đứng ở trên đỉnh núi kia, bắn xuống. Hay 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 hay. Rồi rồi, nó trúng thuốc ngủ rồi. May thật anh em ơi, cái địa hình ở đây đã giúp bọn tôi chia ra và luồn lách.
để có thể tiêu diệt được cái con rồng này. Chứ nếu không tôi nghĩ là tôi cũng tiêu đời rồi anh em ạ. Ui rồi ôi, vậy là bọn tôi đã thuần phục thành công cái con rồng nhiều đầu này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái con rồng này để bay lên đỉnh núi tuyết để săn cái con rồng băng. Quá là tiện lợi luôn chứ còn gì. Công nhận là cái chiến thuật tách ra tấn công như vừa nãy hay thật. Nếu mà cả ba thằng bọn tôi mà chạy cùng một chỗ lúc đó thì chắc là tiêu đời từ lâu rồi. Đấy, xuống nào, chúng ta đã tới nơi. Ui, anh em nhìn quả đầu của nó này, đúng là nhiều đầu thật. Ở kìa, cái gì đấy mày? Tao có ra lệnh cho mày bay lên đâu con cái rồng kia. Ở kìa, con rồng ấy bị làm sao nhỉ? Bọn tôi đã thuần phục nó rồi cơ mà. Dừng lại nào. Không biết là do nó mất kiểm soát hay là do nó lạnh quá ta. Thôi mày đứng ở đây tạm đi nha rồng, lát bọn ta sẽ quay lại đón sau. Nếu mà lạnh quá thì đứng tạm chỗ này đi, để bọn tao vào khu trong kia bọn tao săn con rồng băng. Đứng ngoan ngoãn ở đây nhá, đừng có nổi điên nó chạy đi đâu ấy. Hy vọng là nó vẫn sẽ nghe lời tôi anh em ơi. Nhiều lúc cảm giác cứ sợ sợ sao ấy. Đấy ra, ở đây lại còn có mấy cái con gì thế này. Mau chóng dẹp loạn hết mấy cái con xung quanh rồi đi nào chúng mày. Cái hang rồng băng ở ngay trên kia rồi. Đấy đấy, nó kia, con rồng băng kia. Đuổi theo nó nhanh, cẩn thận rơi xuống nước nha. Mày bay đi đâu rồng băng? Làm sao? Nó đã ăn vài mũi tên rồi mà vẫn chưa cục anh em ơi. Tụi con này khỏe nhá. Cẩn thận bị nó cứ phun băng vào người đấy, nó đang mất kiểm soát rồi. Ok, vậy là trong buổi sáng nay bọn tôi đã thuần phục được hai con rồng anh em ơi. Một con rồng nhiều đầu và một con rồng băng. Mà tính ra nhìn con rồng băng này trông cũng không được ngầu cho lắm ta. Thôi kệ đi, dù sao thì nó cũng là một cái con rồng khá là mạnh và sở hữu một cái siêu năng lực riêng, rất là thích hợp để đi vào cái bộ sưu tập rồng của tôi. Về nào anh em ơi. Trước hết là chúng ta sẽ cất hai con rồng này ở nhà cái đã, xong rồi đi săn tiếp sau. Ui giời ơi, bay lượn sướng nha. Đây đây, nhà đây rồi. Đáp xuống nào. Phê thực sự. Và bây giờ thì chúng ta sẽ... Uầy, bọn nó làm gì vậy? Hình như bọn nó đang tranh ăn một cái con khủng long con thì phải. Rồi đây rồi, ai cũng có phần đoàn kết là chúng mày. Mỗi đứa tự đi săn một hướng đi chứ. Tránh nhau đồ ăn làm cái gì, đoàn kết lên nào. Rồi ôi, con rồng đen này nghịch vây. Ôi dồi, chắc là tôi nên tránh xa nó anh em ơi. Con rồng đen này nó cứ mất kiểm soát kiểu gì ý. Tất cả phải đoàn kết cùng nhau nghe chưa. Mỗi ba con thôi mà đã loạn hết cả lên thế này, lát thu phục thêm thì sao. Khổ thật. À, con rồng con nở rồi này anh em ơi. Vậy là cái quả trứng rồng của tôi mang về lúc ban đầu nó đã nở thành một con rồng con rồi. Trông chạy đáng yêu thực sự anh em ơi. Lại đây nào. Rồi, đi chậm với cu. Con rồng con này không biết nó ăn cái gì ta, cho nó ăn thịt được luôn không nhỉ, hay là nó ăn cỏ trước ta. À, ăn được thịt này. Vậy là những con rồng con nó được ăn thịt từ lúc nở ra luôn à. Hay phết nhở. Cho nó ăn thật nhiều thịt đi tụi bay. Chúng ta sẽ nuôi con rồng này khôn lớn. Ok, hôm nay đã là buổi chiều của ngày thứ hai trên hòn đảo này rồi anh em ơi. Và hiện tại thì bọn tôi đang có mặt ở một cái vùng đất trông nó khá là u tối này. Hy vọng là tôi sẽ tìm được một cái con rồng gì đó ở xung quanh đây. Để xem nào. Có vẻ như đây là một cái đầm lầy à. Sao lại có nhà ở chỗ này ta. Đừng bảo là trước đây có người tới khu này nhá. Úi dồi, sao lại có người xây nhà ở đây là sao ta. Một cái khu vực bẩn thỉu như thế này chắc chắn là phải có rồng xung quanh rồi. Từ lúc soát đi nào mọi người. Đây là hòn đảo của loài rồng mà, chắc chắn là khu vực nào cũng sẽ phải có một hoặc hai con rồng ở đây. Úi dồi, chỗ này bẩn thật. Kìa kìa, nó đang bay ở trên trời kìa. Thấy chưa. Úi dồi, có vẻ như nó là một cái con rồng đen hay sao ấy. Từ từ nào, bay cao như thế làm sao mà bắn chúng ta. Chúng ta sẽ phải bắn thật là chuẩn, chứ nếu không nó sẽ... Ủa xong rồi, nó tấn công rồi. Né ra mọi người. Úi dồi, con rồng này có thể phun ra nọc độc. Cẩn thận nhá, chúng một phát là tiêu đời luôn đấy. Lựa thời cơ bắn thật là chuẩn nào.
Rồi trúng rồi. Nó có vẻ đã đau đớn và không bay nữa rồi anh em ơi. Rồi. Ui dồi ôi. Cái gì vậy trời? Con rồng này chắc là bọn tôi không thuần phục được nó rồi. Nó toàn là nọc độc xung quanh người nó thôi anh em ơi. Còn không lại gần được nữa chứ. Tôi bỏ con đấy đi. Bên này có cái con gì nó to hơn này. Rồng xương à? Có thế nhở? Săn được con này nó mới hoành tráng này. Thường thường là những con to tôi cảm giác nó dễ săn hơn anh em ạ. Bởi vì nó khó phát hiện ra tôi. Mấy con rồng này nó chỉ dễ dàng phát hiện ra mấy con khủng long thôi. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải cẩn thận. Bởi vì đây chính là địa hình của con rồng này mà. Và bọn tôi sẽ phải bắn trúng cái cánh của nó. Rồi. Khá là đơn giản. Gục chưa? Sao nó gục rồi, sao đứng dậy là sao? Rồi giờ mới gục này. Còn nay nó mới thực sự là bố đời này anh em này. Ui dồi ôi. Lần đầu tôi nhìn thấy một cái con rồng xương nó kinh như vậy anh em ạ. Thậm chí như nó còn phun ra được ra lửa hay sao ấy. Ui, hoành tráng thật. Ở đây một thời gian chắc là tôi thành bá chủ của những loài rồng mất thôi. Ui dồi ôi, bay bay nào. Vâng. Và sau khi sinh sống ở trên hòn đảo này vài ngày thì cuối cùng tôi cũng đã thu phục được rất là nhiều rồng anh em ạ. Mọi người có thể thấy xung quanh đây này, một đội quân rồng luôn. Hoành tráng chưa? Cái con này là cái thể loại gì còn có cả tóc này. Rồng lai người à cu. Uầy, cánh đỏ trông đẹp thật. Anh em thấy sao? Mọi người thích con rồng nào nhất? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới nha. Rồng đỏ hay là rồng băng hay là rồng xương? Đấy, con rồng băng của tôi đây này. Sau vài ngày nó đã lớn lên rất nhiều anh em ơi. Nó không còn nhỏ con như lúc đầu tôi bắt nữa. Bây giờ nó còn có cả sừng này, thấy chưa? Để tôi phun băng cho anh em xem. Phun băng đi mày. Ui giời ơi đó. Mọi người thích con nào, anh em thấy con nào khỏe nhất cứ bình luận xuống phía dưới đi. Đấy, rất là nhiều luôn đấy chưa. Giời ơi cả đàn luôn. Tôi cưỡi con nào bây giờ? Tôi sẽ phải chọn một cái con để cưỡi cái đã. Bình tĩnh nào, bay xa ra đi bọn mày. Trông như kiểu là bọn nó đang đuổi tôi vậy trời. Đúng thực sự. Và có lẽ là cái video này chúng ta tạm dừng tại đây thôi. Nếu anh em nào thích cái cuộc đi săn rồng này của tôi thì cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau nha. Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với series ARK. Và lại là tôi, RAV đây. Nói chung là cuộc sống của tôi hiện tại thì nó không còn sung sướng như anh em nghĩ đâu. Thực sự rất là khổ luôn. Chả hiểu kiểu gì ở tập trước tự nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Xong rồi nó chạy ra nó phá nhà của bọn tôi. Anh em nhìn này. Thậm chí là bây giờ tôi còn phải dựng lều để tôi ở nữa cơ. Chứ làm gì có nhiên liệu để xây nhà. Tôi chỉ có mỗi một cái đuốc để có thể thắp sáng vào buổi đêm. Và có nuôi thêm một con chim đô đô để có thể bắt muỗi bắt kiến gì đó xung quanh đây. Và tất nhiên là bọn tôi không thể thiếu một con sông ở trước lều rồi. Đồ ăn của bọn tôi đa số là ăn cá thôi, chứ không thể ăn thịt khủng long được. Giới thiệu với mọi người thì đây là vật nuôi mới của bọn tôi. Một con Bigfoot trông rất là to luôn. Chào mọi người đi cu. Ở kia thằng này bảo vẫy tay chào mọi người cơ mà. Úi giời, trông cái mặt đần chưa kìa. Nói chung là nhìn như thế thôi, chứ cái con Bigfoot này nó không hiền như anh em nghĩ đâu. Gặp cái thằng nào bố láo phát là nó vả luôn đấy. Điển hình như cái thằng đang đứng cạnh nó kia kìa. Lấy dịch ra đi mày. Riêng con khỉ này là chỉ tôi được cưỡi thôi, chứ hai cái thằng cu kia không được cưỡi đâu. Bởi vì tôi là sếp mà. Ok, từ từ nào. Mấy bọn khủng long đấy nó có làm gì mày đâu mà đâm nô. Ui giời ơi, anh em thấy chưa? Rất là đánh đá. Cái sức mạnh của con Bigfoot này thì mọi người khỏi phải bàn rồi. Đấm một phát là đổ cây luôn chứ không đùa đâu. Đấy, thế nên nó sẽ là một cái công cụ để tôi có thể chặt gỗ và xây nhà trong tương lai. Thậm chí là nó có thể ném tôi bay rất là xa để tránh khỏi những cái con nguy hiểm xung quanh. Ơ mà từ từ, hình như ném hơi nhẹ mày ơi. Ném thật mạnh lên cho mọi người xem đi nào. Phải cho mọi người trầm trồ về cái sức mạnh của chúng ta chứ. Mạnh lên nào. Ui dồi ôi, thế này thì mạnh quá. Cho tay cái kia kìa. Ây da.
Tao thấy là thời gian qua chúng ta nghỉ ngơi cũng hơi lâu rồi đấy hai tụi bay. Hay là hôm nay đi săn một tí đi, kiếm nhiên liệu gì đó rồi về xây nhà. Nghe nói là ở trên này có một cái đầm lầy rất là rộng thì phải. Nếu mà tới đó thì chúng ta có thể kiếm được những cái lá cây để về chế tạo vũ khí đấy. Bởi vì không biết là ở đầm lầy sẽ có những công cụ gì đâu. Nhưng mà trước hết thì phải cho con Bigfoot này nó ăn gì đó cái đã. Chứ đang đi giữa đường mà nó lên cơn đói thì cũng hơi mệt đấy. Rồi, ăn nhiều vào nha cu. Ok, đi nào. Thực sự thì cái đầm lầy đó nó cũng không quá xa đây đâu. Chúng ta chắc đi nửa ngày là tới rồi. À mà xa hay không thì tôi cũng làm gì phải quan tâm nhỉ. Tôi có con này đèo cơ mà, làm gì phải đi bộ đâu mà quan tâm. Thực sự là thời tiết hôm nay nó nắng cực kỳ đẹp. Chứ mọi khi tôi mà muốn đi săn ý là nó mưa cả ngày luôn. Hôm nay phong thủy cũng tốt phết đấy chứ nhỉ. Đi thẳng đường này nào. Ai da, con khủng long này nó định chặn đường bọn tôi anh em ơi. Bố láo quá nhỉ. Nó tưởng vùng đất này là của mình nó hay sao ấy. Này này, vớ vả vớ vẩn. Nó không hề biết là tôi đang cưỡi một con Bigfoot nó mạnh như thế nào. Rồi, lên thuyền rồi trèo qua đảo bên kia đi chúng mày. Chúng ta sắp tới được cái chỗ đầm lầy rồi đấy. Bọn nó thì phải đi thuyền, chứ riêng tôi là tôi cưỡi con Bigfoot này bơi qua luôn. Anh em thấy chưa? Đừng tưởng là khỉ không biết bơi nha. Ai! Cá mập, nhanh lên mày. Sao lại có cá mập ở đây nhỉ? Tí thì tiêu đời rồi. Hai thằng kia lần sau cho tao lên thuyền với nghe chưa. Nguy hiểm thật. Úi dồi ôi, lại cái gì đây? Ấy giả cá sấu à. Xử nó đi chúng mày. Giật cá mình. Bay với trần nhảy. Đùa với Bigfoot à. Từ từ, hình như ở đằng trước mặt tôi có một con cá sấu cổ đại khổng lồ. Uầy, nếu mà tiêu diệt và thu phục được con này thì chúng ta có thể đi qua đầm lầy dễ dàng hơn đấy. Bây giờ một thằng ra dụ nó, rồi một thằng đứng từ xa ném giáo nha. Chắc chắn là sẽ tiêu diệt được thôi. 3, 2, 1. Ok, ra dụ nó đi xem nào. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng còn lại đứng từ xa ném giáo. Đừng để nó cắn nha. Cắn một phát là về chầu trời luôn đấy. Rồi. Hay. Quá là đơn giản. Nhưng mà một con chắc là chưa đủ đâu nhỉ. Phải tìm thêm hai con cá sấu nữa. Rồi mỗi người cưỡi một con nó mới bố đời chứ. Đi tìm thêm nào. Đấy rồi, đấy rồi. Một con nữa ở đằng trước kìa. Con này có vẻ to hơn đấy. Cẩn thận nha chúng mày. Vẫn như kế hoạch cũ nha. Đúng rồi, đúng rồi. Xa cái mồm nó ra. Kìa kìa, nó sắp chạm vào mông rồi kìa. Chạy nhanh lên. Hai phát nữa. Ơ. Úi dồi ôi, cho thằng béo này dụ quả là sai lầm anh em ạ. Tôi cứ tưởng nó sẽ bị cắn rồi chứ. Kìa kìa, còn một con kìa. Lấy hai con đánh một con đi. Thế là chúng ta sẽ tiêu diệt được nó thôi. Đó. Hai đánh một không chột cũng quẻ. Giờ thì tôi đã thu phục được 3 con cá sấu rồi anh em ơi. Bây giờ bọn tôi sẽ đi qua đầm lầy. Úi dồi ôi, trông nó có chất chơi người rơi chưa. Cái chỗ đầm lầy này chắc hẳn sẽ có rất nhiều nhiên liệu để chúng ta có thể xây nhà đây. Ê cu Bigfoot, đứng ở đây đợi bọn anh nha. Lát nữa bọn anh sẽ quay trở lại. Nhớ đừng có chạy đi đâu chơi đấy. Yên tâm đi, bọn anh đi không lâu đâu mà lo. Đứng đấy ngoan vào nha. Rồi rồi, đi tìm kiếm xung quanh xem có cái gì nào. Có rất là nhiều cây cối và các tán lá ở đây luôn. Đây đây đây, cái rễ cây này chúng ta có thể chế tạo vũ khí này. Uầy, chất liệu của nó cực kỳ tốt anh em ạ. Lấy hết về đi chúng mày. Giờ thì giàu to rồi. Ok, bọn tôi đã kiếm đủ nhiên liệu rồi các bạn ơi. Giờ thì về nào. Ơ mà từ từ, Bigfoot, mày làm sao vậy? Ôi không, còn Bigfoot của tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hình như
nó đã bị một con gì đó tấn công. Là cái nào? Không không không, cái công cụ chặt cây của tôi. À nhầm, cái người bạn của tôi. Tại sao nó lại hy sinh như vậy? Chắc chắn là thứ vừa tiêu diệt con Bigfoot này chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Ủa, mà tại sao đằng kia nhiều cá sấu thế nhỉ? Từ từ, cái gì vậy? Trời, một con thú gì đó rất kinh khủng các bạn ơi. Nó đang phát sáng kìa. Con gì mà có âm thanh kỳ lạ vậy nhỉ? Ôi ôi, nhanh vậy. Kia là con gì vậy ta? Ổn rồi, lại gặp thêm một con thú gì đó, nó cực kỳ kỳ lạ. Tại sao lần nào đi săn cũng vậy nhỉ? Chạy thôi chúng mày ơi. Hình như nó không phải là một con động vật bình thường đâu. Nó sở hữu một cái tốc độ rất là nhanh, và thậm chí một cái nguồn năng lượng rất là kinh khủng nữa. Chúng ta phải về nghĩ cách tiêu diệt nó mới được. Không thể tin nổi là người bạn Bigfoot của tôi lại hy sinh dưới tay của một con động vật kỳ lạ đó. Nó là con gì? Thưa đại ca, con thú mà chúng ta vừa gặp chính là một con báo trong thần thoại. Hình như nó chỉ xuất hiện 100 năm một lần thôi. Cái gì? Báo trong thần thoại á? Vậy thì làm thế nào để chúng ta tiêu diệt được nó? Thực sự thì người thường không thể đối đầu với con báo đó đâu thưa đại ca. Chỉ có một vị thần hay là siêu nhân gì đó mới có thể thôi. Sao lại thế được? Chúng ta đã từng tiêu diệt cả quái vật Titan cơ mà. Đọc cho kỹ vào xem nào. Chắc chắn là sẽ có cách. Nhưng mà sao chúng ta phải tốn thời gian với một con động vật nguy hiểm như vậy chứ? Chúng ta có thể về luôn mà. Không, ta phải trả thù cho Bigfoot. Con báo đó đã tiêu diệt công cụ chặt cây của chúng ta. Mày có nhớ không? Trong này có ghi là chúng ta phải đi tìm kiếm một nguồn sức mạnh nào đó nằm ở trên đỉnh núi. Ở trên đó sẽ có một cái hang, và sau khi đi vào hang đó chúng ta sẽ nhận được nguồn sức mạnh này. Không biết là sẽ có thật không nữa. Nguồn sức mạnh trên đỉnh núi á? Thôi được, sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Đấy rồi, bây giờ nếu mà muốn lên đỉnh núi thì chúng ta sẽ phải thu phục 3 con chim kia, rồi chúng ta sẽ cưỡi nó và bay lên chứ không thể đi bộ được. Chuẩn bị nỏ chưa? Ok, thằng còn lại ra đằng kia chế tạo 3 cái yên đi. Nhanh lên nhé. Còn thằng này đi ra đây. Từ từ thôi nào. Chỉ cần bắn một phát thôi là nó sẽ ngủ luôn. Bắn đi. Kìa kìa kìa. Ừ, một con. Ơ, hai con rồi. Kìa kìa, nó chuẩn bị bay lên kìa. Đừng để nó chạy thoát. Bắn chuẩn vào mày. Ừ, hay lắm. Xong cái yên chưa thằng kia? Thu phục được 3 con chim rồi này. Chế tạo nhanh lên. Giờ thì bay lên đỉnh núi xem có cái gì nào. Chúng ta sẽ tìm ra được cái nguồn sức mạnh đó và tiêu diệt con báo trong thần thoại kia để trả thù cho Bigfoot. Đấy rồi, đấy rồi. Tôi đã thấy ngọn núi đó ở trước mặt. Thời tiết có vẻ sắp mưa. Bay cẩn thận nha. Ui, con chim của tôi không đủ lực để bay lên các bạn ơi. Cố lên nào. Chúng ta sẽ không thể rơi xuống được. Rồi, sắp tới nơi rồi. Chính là hang động này. Bay cẩn thận nha, không phía dưới toàn là dung nham thôi. Ok, mở cánh cửa đó ra nào. Nhanh lên chúng mày. Mở ra rồi kìa. Vào thôi. Trong này thực sự rất là tối. Đi cẩn thận nha. Chúng ta sẽ tìm ra nguồn sức mạnh đó thôi. Cố lên nào. Từ từ, có những con gì kia? Tấn công nó đi. Đây là những con rết sống trong cái hang này à? Ui sao to vậy nhở? Đừng để nó chạm vào chúng người nha. Rồi, mày quá.
phải đi cẩn thận mới được. Thực sự xung quanh rất là nóng các bạn ơi. Đây là một cái hang động núi lửa thì phải. Để dậy nó đi nhanh nào. Ok, đi thẳng đi. Có lẽ nào nguồn sức mạnh đó ở đây. Đúng là chỗ này rồi. Hãy ban cho ta sức mạnh đó đi. Tôi sẽ trở thành một người bất khả chiến bại thôi. Đâu rồi? Hả? Có một cái gì đây? Một cái găng tay các bạn ơi. Sao lại có cái găng tay này ở đây nhỉ? Úi dồi, tôi bị đưa vào đâu đây? Một khoảng không gian gì đó. Thôi xong rồi, hình như chúng ta đã bị bắt. Cái gì vậy? Trời, một lũ quái vật robot anh em ơi. Từ từ, hình như tôi đấm một phát là bọn nó chết luôn này. Một quả găng tay rất là thần kỳ luôn. Ồ, đúng là tôi đã sở hữu được sức mạnh từ cái găng tay này rồi. Tôi chỉ cần đấm một phát thôi là bọn này hẹo luôn. Hai thằng kia tìm chỗ trốn đi, để tao xử lũ này cho. Ây da, khỏe quá anh em ơi. Thực sự là tôi đã trở thành siêu nhân hay gì rồi. Wow, tôi có thể phá hủy tất cả chỗ này chỉ với một trạng thôi. Nào lại đây lũ quái vật. Chắc chắn bọn này là những kẻ canh gác cho cái găng tay này. Vậy thì chúng mày hơi muộn rồi đấy. Kết thúc chưa? Nếu mà tôi không nhầm thì đây là một chỗ của người ngoài hành tinh. Và cái găng tay này cũng là găng tay của người ngoài hành tinh luôn. Thật không thể tin được tôi lại sở hữu được nó. Giờ thì về nào chúng mày. Cái gì đây? Ồ, chúng ta về trái đất được chưa? Ây da, hình như vừa có một vụ nổ nào đó anh em ơi. May mà ba thằng bọn tôi vẫn còn sống sót. Đây là đâu? À, về nhà rồi anh em ơi. Và cuối cùng thì tôi đã lấy được cái găng tay này. Quả thật đây là một cái găng tay cực kỳ khỏe luôn. Giờ thì xử con báo kia nào. Đấy rồi. Đấy dạ, một đấm chết luôn. Hay thì báo trong thần thoại à. Quá xịn luôn. Bây giờ thì tôi đã trở thành một kẻ bất khả chiến bại. Và không ai có thể đánh nổi tôi nữa. Tôi sẽ đi săn và làm tất cả mọi thứ chỉ với một đấm mà thôi. Thử chặt cây xem nào. Ui dồi ôi, vỡ luôn. Với cái này thì tôi sẽ xây được cả một đế chế cho riêng mình một cách rất là dễ dàng. Còn khủng long thì sao nhỉ? Ui, có khủng long hai sừng, da của nó dày như thế mà vẫn đấm được anh em ơi. Trời, con này cũng bị ngất luôn. Ừ, thử con này xem nào. Mỗi con một đấm anh em ạ. Trời ơi, chạm nhẹ thôi là đã ngỏm rồi. Tôi thực sự rất là khỏe. Nhớ ủng hộ tôi bằng một đăng ký kênh nha. Và một like cho cái video này nữa. Và anh em cũng đừng quên comment xuống phía dưới ý tưởng của mọi người như thế nào về cái con game này. Rồi tôi sẽ làm theo. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với series ARK. Lại là tôi đã về đây. Và ngày hôm nay thì tôi đang có một cái thứ cực kỳ hay mà tôi đang muốn khoe với anh em đây này. Mọi người thấy ở ngay trước mặt tôi chưa? Đó chính là bây giờ tôi đã sở hữu được một con thú cưng mới rồi anh em ạ. Đấy. Tôi biết mọi người cũng đang tự hỏi là tại sao mà tôi lại không nuôi một cái con khủng long hay là một cái con gì nó ngầu ngầu một chút mà lại đi nuôi cái con thằn lằn này. Thì nói thật với anh em ý, là bây giờ tôi chỉ muốn nuôi một cái con thú nào mà nó hiền hiền một tí thôi.
Chứ thực sự là tôi cũng chán nuôi mấy cái thể loại khủng long hung dữ rồi. Thế nên đó là lý do mà ngày hôm nay tôi phải khoe với mọi người về cái con thằn lằn này đây. Một thành viên mới trong gia đình của bọn tôi và cũng là thú cưng mới của tôi luôn. Anh em cũng phải công nhận là nó nhìn trông đáng yêu đúng không? Úi giời, nhưng mà sao lại đi gặp đá vậy mày? Này, này, làm cái gì đây? Đá đây có phải đồ ăn đâu mày? Chắc là đang đói quá thôi đúng không? Rồi, nếu mày đói thì bây giờ tao sẽ dẫn mày đi ăn, được chưa? Nhưng mà đừng có gặm mấy cái tảng đá như thế chứ. Đây đây, ngay khu trên này này, có cả một cái đồng cỏ mênh mông để cho mày ăn luôn, không phải lo. Khổ, anh em thông cảm tí, cái con vật nuôi mới của tôi nó hơi đần độn một chút. Nếu tôi sẽ cố gắng dạy bảo nó sau, anh em cứ yên tâm đi. Gió ai trông chạy kìa. Nào đấy, gặp cỏ đi cu. Đấy, ăn uống nó phải như này chứ đi cắn quả đá kia làm gì. Đó, tha hồ no nê luôn, được chưa? Trông chán đời thật. Nói chung thì đôi lúc mà nuôi những cái con kiểu nó đáng yêu như thế này thì cũng vui anh em ạ. Mà dù không biết khả năng tấn công với cả săn bắt của nó tới đâu, nhưng mà anh em nhìn này, tôi có thể cưỡi nó. Từ từ từ, làm cái gì đấy mày? À, muốn tắm đúng không? Trời ơi, chạy từ từ thôi chứ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng tập luyện nào. Bây giờ tao sẽ ném cái khúc gỗ này ra, xong rồi mày nhặt nha. Rồi, nhặt đi. Ok, nhặt đi, nhìn cái gì mày? Đúng rồi. Ồ, làm cái gì lê mê thế không biết. Này, ném xa hơn này. Nhặt đi, nhặt đi. Đúng rồi, tốt lắm. Đó, nó phải như vậy chứ. Nói chung thì cái trình độ huấn luyện thú cưng của tôi thì anh em cũng khỏi phải bàn cãi rồi. Nó cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh, anh em hiểu không? Ok, giờ chúng ta sẽ tới bài học tiếp theo nha. Đây, giờ mày thử săn cái con này tao xem nào. Đúng rồi, lấy thịt đè người luôn, đúng rồi, sợ cái gì? Đó, anh em thấy chưa? Tuy nhìn nó hơi chán đời tí nhưng mà cũng không ngại bố con thằng nào cả đâu. Rất là chiến luôn. Và trước khi bắt đầu cái cuộc hành trình của tôi cùng với con thú cưng mới của tôi ngày hôm nay thì anh em cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại là trên kênh của chúng ta có tới tận 86% những bạn đang xem chưa bấm vào nút đăng ký kênh. Thế nên hy vọng mọi người hãy kéo xuống dưới và bấm giúp tôi một phát nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ sang khu trên này xem nào. Chúng ta sẽ thử tìm một cái con khủng long con gì đó cho nó đánh nhau đi. Không biết là có đánh được không nữa. À đây đây, có con gì đây mày? Đúng rồi, đánh nó luôn. Hay. Ui, đánh được cả con khủng long con cơ à. Công nhận là mày cũng giỏi đấy thằn lằn ơi. Bây giờ bắt thử cái con ở dưới nước kia tao xem nào. Đúng rồi, sử dụng cái kỹ năng bơi lội của mày mà tao đã từng dạy đi. Kìa kìa, tấn công nó. Đâu rồi? Đúng rồi, đúng rồi. Hình như cắn trúng rồi hay sao ấy. Nó chạy lên trên này. Kìa kìa, có thằn lằn đâu, đuổi theo nó mày. Đúng rồi. Hay. Nói chung là chúng ta sẽ chỉ đi bắt nạt mấy cái con kiểu bé bé yếu yếu thôi nha. Chứ mày đừng có ảo tưởng mà đi. Đúng rồi, tao bảo bắt nạt mấy con bé bé thôi mà. Rồi rồi, chạy đi, chạy đi. Kìa kìa, nó chạy theo kia. Đã bảo đừng có ảo tưởng rồi mà. Tự nhiên chạy ra cắn cái con rùa đấy chứ. Nhìn kích thước của nó đi. Hổ thật. Thôi, chuẩn bị đi về nhà ăn uống cái thứ nào. Hôm nay săn bắt thế cũng đủ rồi đấy. Nghỉ ngơi thôi mọi người ơi. Ủa, mà cái khu này làm sao thế nhỉ? Sao tự nhiên nó có mấy cái làn khói xanh gì thế này? Ủa, thôi xong rồi. Hình như đấy là cái chất độc thì phải. Hình như là bọn tôi vừa đi qua một cái vùng có chất độc hay là phóng xạ gì đó sao? Nguy hiểm thật. Hy vọng là chúng ta không bị làm sao. Gì thế này? Những con khủng long xung quanh sống ở cái khu vực này sau khi bị nhiễm chất độc thì nó đã trở thành một cái hình dạng quái dị thế kia kìa. Không biết là cái con thằn lằn của tôi có bị làm sao không nữa. Ủa ôi, chỗ này nguy hiểm quá. Về thôi mọi người ơi. Cái khu vực mà chúng ta vừa đi săn là cái khu vực nhiễm độc đấy. Nguy hiểm lắm, về thôi. Trời đất, đúng là có chuyện không ổn rồi anh em ơi. Cái con thằn lằn của tôi sau khi đi từ cái vùng nhiễm độc kia về thì nó đã bị điên hay là gì rồi này. Nó cứ cắn loạn xạ lên thôi. Sao thế mày? Có thấy không khỏe trong người hay là đau ở đâu không? Thôi xong rồi, không hề giống nó như mọi ngày gì cả. Có lẽ nào nó đã bị nhiễm cái chất độc kia và đang dần dần trở nên biến dạng hay sao? Hy vọng là nó sẽ không trở thành những cái con sinh vật quái dị như ở cái vùng đất mà bọn tôi vừa gặp. Không biết là cái khí độc ở trên vùng đất mà chúng ta vừa đi qua là gì nhỉ? Nó khiến cho cái con thằn lằn của tôi điên rồ như kiểu vừa chơi đồ xong ấy các bạn ạ. Chắc là ngày mai bọn tôi sẽ tìm cách và đi chữa trị cho nó thôi.
chứ không thể để tình trạng này xảy ra được. Tất cả đi vào ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Hy vọng là tôi sẽ tìm ra một cái lá thuốc hay là một phương pháp gì đó để chữa trị cho con thằn lằn kia. Ngủ cái anh em ơi. Ây da, trời sáng rồi sao? Rồi, ngủ trong cái lều này đau lưng thật anh em ơi. Ủa, mấy như có cái tiếng gì ở ngoài thế nhỉ? Mới sáng sớm thằng nào làm âm ý hết ở ngoài kia vậy? Úi rồi, cái gì vậy? Đừng bảo kia là con thằn lằn của chúng ta nhá. Thôi xong rồi, sau đêm qua nó thực sự đã bị biến dạng thành một con thằn lằn khổng lồ. Cái gì vậy chứ? Bình tĩnh nào mày. Rồi rồi, từ từ, bọn tao không làm hại mày đâu. Nào nào, đứng im một chỗ đây nào. Bỏ đi đâu đấy? Thôi xong rồi, nó sẽ phá nát cả cái khu rừng này mất. Giờ phải làm như thế nào mới có thể đưa hình dạng nó về như ban đầu đây? Trận đầu kia đã làm thay đổi kích thước của nó rất là nhiều. Nó đã trở thành một cái con thằn lằn khổng lồ anh em ơi. Mệt thật. Đứng lại đi mày. Nào nào, bình tĩnh lên nào. Cứ bò đi đâu vậy? Rồi rồi, để tao tìm phương thuốc chữa cho mày được chưa? Tôi chết rồi. Nó thực sự đang mất kiểm soát rồi anh em ơi. Vớ vẩn của tôi bị ăn thịt đi chứ, không đùa được đâu. Cứ xuống đi chúng mày. Sau đêm qua nó thực sự đã trở thành một cái con quái vật khổng lồ. Bây giờ nó đã không còn là một cái con thằn lằn hiền như trước nữa. Và thậm chí bây giờ nó còn đang đi tấn công những cái con sinh vật khác kìa. Trời đất ơi, đúng là không hề ổn một chút nào. Ngay cả những con khủng long bạo chúa bây giờ cũng không trở thành đối thủ của nó nữa. Chỉ cần dậm một phát thôi là đi luôn kìa. Không thể tin được, chỉ còn ăn thịt luôn chứ. Gì vậy? Hiện tại nó đang mất kiểm soát, nhưng mà nó vẫn chưa tấn công bọn tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là không lâu nữa đâu, bọn tôi sẽ trở thành đồ ăn của nó mà thôi. Chúng ta phải tìm cách khắc phục việc này mới được. Chạy thôi nào mọi người, rời khỏi cái khu vực này nào. Chúng ta phải tìm cách thôi. Không thể để con quái vật đó sinh sống ở trong cái thế giới này được. Chắc chắn là phải có một cái cách nào để đưa nó hình dạng về như ban đầu chứ. Hình như có một cách đấy thưa đại ca. Để em xem nào. Con thằn lằn của chúng ta đã bị nhiễm một cái chất phóng xạ, thế nên nó đã bị biến dạng ở trên cái vùng đất đó. Và có một loại thuốc có thể đưa hình dạng của nó về như ban đầu. Ồ, vậy là có một loại thuốc có thể chữa được cho nó sao? Hay quá. Đúng vậy. Và ở gần khu trên này đang có một người bán cái loại thuốc đó. Cái gì? Loại thuốc đó có người bán chứ không phải tự đi tìm sao? Thế thì may quá rồi. Chúng ta đi nào. Tới nơi rồi. Chính là khu vực này sao? Cái khu gì mà nhìn trông hẻo lánh hoang vu thế này? Đâu, người bán hàng đâu? Ông ta đây à? Đúng vậy thưa đại ca. Ông ta chính là người đang bán cái loại thuốc mà có thể chữa được cái chất phóng xạ kia. Ha ha ha. Đúng rồi, chính là ta đây. Xin chào. Bọn tôi đang cần cái loại thuốc mà chữa được cái chất độc kia đây. Ông hãy mau đưa nó cho bọn tôi đi. Ồ, ý các cậu là thứ này sao? Đúng rồi, tôi đang bán nó đấy. Các cậu có muốn mua không? Cái gì? Mua à? Nhưng mà mua bằng cái gì? Để có được thứ này, các cậu sẽ phải đưa cho ta 1 tấn gỗ và 1 tấn thịt khủng long. Cái gì? 1 tấn gỗ và 1 tấn thịt à? Nhưng mà bọn tôi đang vội lắm, không có thời gian đi kiếm mấy thứ đó đâu. Hả? Thế thì rất tiếc là ta không thể đưa cái thứ thuốc này cho cậu được. Phải trao đổi thì mới có chứ. Cũng là một đòi có ăn à? Nhưng mà thực sự là bọn tôi đang vội lắm. Cái con thú cưng của tôi nó đã bị nhiễm chất độc và nó biến dạng thành con quái vật khổng lồ ở ngoài kia kìa. Ha ha. Thì có liên quan gì tới ta đâu cơ chứ. Thôi chào nhá. Ở kia. Đứng lại ta kia. Chạy đi đâu vậy mày? Đưa lọ thuốc đến đây xong rồi tôi kiếm gỗ với cả thịt cho ông, được chưa? Này này, đứng lại. Trời ơi, chạy đâu vậy? Bọn tôi thực sự đang rất cần cái loại thuốc đó. Nếu không có nó thì con thú cưng của bọn tôi sẽ phá hủy cả khu rừng này mất. Ông hiểu chưa? Đưa lọ thuốc đó đây. Trời đất, nó trốn đi đâu mất tiêu rồi. Cái thằng này chạy gì mà nhanh thật. Giờ thì làm thế nào đây? Sao mà chúng ta có thể kiếm nổi 1 tấn thịt với cả 1 tấn gỗ để đưa ông ta chứ? Việc đó thậm chí mất tới vài ngày. Ủa, mà con gì kia? Hình như con thằn lằn của chúng ta đã biến thành một cái hình dạng mới kìa. Nó thực sự đang thay đổi rất nhiều rồi. Uầy, không ổn rồi. Bây giờ nó không còn bò bằng 4 chân nữa anh em ơi.
mà nó đã tự đi bằng hai chân luôn rồi kìa. Thứ chất độc này đã khiến cơ thể của nó trở nên quái dị hơn rất nhiều. Cô làm cái gì kìa? Nó thậm chí là có thể phun ra một thứ gì đó và vừa phá hủy cả một cái hòn đảo. Gì vậy trời? Dừng lại đi mày! Việc này không hay ho chỗ nào đâu. Dừng ngay cái việc phá hủy và tiêu diệt mọi thứ xung quanh đi. Ôi, tôi Chạy. Nào nào, bình tĩnh. Bọn ta là chủ của mày cơ mà. Ôi, nó thực sự đã bị mất kiểm soát và tấn công bọn tôi rồi. Không ổn chút nào anh em ơi. Nó không còn là con thằn lằn đáng yêu như ngày xưa nữa. Ôi không. Núp vào đây. Trốn nhanh cái đã. Làm gì thì làm. Không biết cái thằng bán hàng kia nó chạy đi đâu rồi chứ. Chúng ta nhất định sẽ phải tìm ra nó và đòi được cái loại thuốc kia. Đúng là kinh khủng thật. Con thú cưng của tôi bây giờ nó phải to gấp trăm lần một cái con khủng long bình thường. Và thậm chí bây giờ nó không còn nhận ra bọn tôi nữa rồi. Nó nhìn thấy bất cứ thứ gì thì nó cũng sẽ tiêu diệt luôn. Khổ thế nhở. Từ từ bơi ở đây nghĩ cách cái nào. Hả? Thằng bán hàng đây rồi. Chạy đi đâu mày? Tính ra đây tắm hả cu? Hay lắm. Giờ không thoát được đâu con trai. Dồn nó vào đường cùng đi tụi bay. Đưa loại thuốc kia đây nhanh lên. Làm sao? Giờ giỏi chạy nữa ta xem nào. Dồn vào đường này làm sao mà chạy được. Hôn hồn thì tự giác đưa cái thứ thuốc kia đây nhanh lên, trước khi ăn cái mũi sáo này vào mồm đây. Hiểu chưa? Từ đấy nào. Đây tôi đưa nó lên đây. Đừng có đánh tôi. Nhưng mà cái thứ thuốc đó dùng như thế nào? Ném ra là được đúng không? Vậy là nó sẽ xì ra một cái làn khói gì đó và cho con thằn lằn kia hít phải là cơ thể của nó sẽ quay trở lại hình dạng ban đầu. Ok. Hiểu rồi. Đưa đây. Đấy, như thế ban đầu có vẻ nhanh không? Rồi đi. Mất thời gian cái thằng bán hàng này thật. Ngay từ đầu đưa luôn có phải hay không? Cứ phải để bọn tôi dùng vũ lực anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi đã sở hữu được cái thứ thuốc này. Và chúng ta sẽ cùng lên đường để đưa con thằn lằn của tôi quay trở về hình dạng ban đầu. Đi nào. Đấy rồi anh em ơi. Con thằn lằn của bọn tôi nó đã biến thành một cái thứ gì đó khác này. Rồi được rồi. Không thể tin được là cơ thể của nó càng ngày càng đột biến như vậy. Nó đã trở thành một cái hình dạng màu tím rồi. Và có những cái màu xanh gì đó ở đằng sau lưng. Lạ thế nhỉ. Bây giờ bọn tôi chỉ cần cố gắng tiếp cận được nó và cho nó hít cái thứ thuốc này là được. Nó sẽ quay trở về như ban đầu. Nhưng mà bây giờ nó đang trở nên cực kỳ nguy hiểm đấy. Chúng ta sẽ phải cẩn thận. Được chưa? Đi luôn lách qua mấy cái tảng đá thôi. Không biết làm thế nào mới có thể tiếp cận được nó đây. Đi vớ vẩn không cẩn thận bị nó dẫm bẹp luôn đi chứ rùa. Bây giờ bọn tôi thực sự là chỉ bé bằng cái con kiến đối với nó thôi. Khổ thật. Ui, chạy nhanh thế. Rồi ném nào. Đủ gần rồi đấy. Hít cái đống khói nó đi mày. Ôi sao ơi. Nó đã phát hiện ra bọn tôi. Chạy nhanh. Ôi. Nhanh. Tìm chỗ nào đó để núp đi nào. Trời đất. Không thể tin được là ném lọ thuốc đó mà không có tác dụng gì chứ. Hay là tôi ném sai vị trí ta. Có lẽ nào phải ném thẳng vào mũi của nó. Thì làm sao mà bọn tôi đủ cao để có thể. Từ chạy đã. Ôi. Núp vào đây. Ok. Mày quá thoát rồi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra một cái phương án khác thôi. Chứ ném cái kiểu kia thì nó nguy hiểm lắm. Với cả cũng chả có tác dụng gì cả. Bây giờ chúng ta phải tiếp cận được phía trên đầu của nó để ném thẳng cái này vào mũi của nó. Nhưng mà làm thế nào đây? Con quái vật này bây giờ nó cảnh giác hơn rất là nhiều rồi. Khó quá. Chúng ta đành phải sử dụng cái con chim này để bay thẳng lên vậy. Cố lên nào. Mạo hiểm một lần thôi. Ném thẳng vào mũi của nó nào. Hít đi mày. Hay lắm. Nó trúng cái loại thuốc của tôi rồi. Nó đã ngừng tấn công và đã đứng yên lại rồi. Chúng ta đã thành công.
Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã tìm cách và chữa được cho cái con sinh vật của tôi. Nó đang dần dần biến đổi lại hình dạng bình thường rồi kìa. Tuy là cơ thể của nó giờ đây vẫn còn to lớn và hung dữ đáng sợ, nhưng mà nó đã hiền hơn rất nhiều rồi. Chúng ta chỉ cần đợi thêm là được. Thuốc sẽ phát huy tác dụng sớm thôi. Đừng có đập phá nữa nha mày. Cơ thể của mày sẽ biến đổi về như hình dạng ban đầu sớm thôi. Nó có vẻ đang khá là đau đớn anh em ạ. Không thể tin được là cái chất độc ở trên cái vùng đất đó lại khiến bọn tôi trải qua một cái cuộc hành trình nó nguy hiểm như thế này. Và cũng không thể tin được là con thằn lằn của tôi nó lại biến dạng nó kinh khủng như vậy. Bây giờ tôi chỉ còn không bằng cái móng chân của nó chứ. Áo thất. Ô, thậm chí là bây giờ nó còn cho tôi leo lên và cưỡi ở trên đầu nữa này. Anh em nhìn thấy chưa? Ui, cáo thế nhở. Bỏ từ từ thôi mày ơi. Tao rơi bây giờ. Ui, nó đã dần di chuyển lại bằng bốn chân rồi. Nó đang dần dần được lấy lại những cái ký ức khi nó còn là một cái con thằn lằn nhỏ bé. Bây giờ nó đã hiền hơn rất nhiều, không còn thấy dấu hiệu đập phá gì nữa. What the hell? Và nếu anh em nào thích cái video này thì cũng đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Con thằn lằn của bọn tôi đã quay trở về hình dạng như xưa rồi anh em ơi. Quậy phá quá nha mày. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người. Và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với tựa game ARK. Lại là tôi DAV đây. Và ngày hôm nay thì như anh em có thể nhìn xung quanh, bọn tôi đang chính thức thám hiểm ở một cái vùng đất nó rất là kỳ lạ anh em ạ. Và bọn tôi đang... Ôi dồi ôi, con gì đây? Và bọn tôi đang có một cái kế hoạch nó rất là mạo hiểm ở trên cái hòn đảo này. Một kế hoạch mà từ trước tới giờ bọn tôi chưa bao giờ thực hiện cả. Đó chính là ngày hôm nay bọn tôi sẽ đi thu phục, đi săn lùng một cái con rắn khổng lồ đang sinh sống ở đây. Bởi vì tôi có nghe nói là cái con rắn này nó đã ăn thịt rất nhiều người và rất nhiều các loài động vật ở trên hòn đảo. Thế nên ngày hôm nay bọn tôi mới phải có mặt ở đây ngay lập tức để có thể truy tìm ra nó. Thực sự là tôi cũng chỉ vừa mới đặt chân lên cái vùng đất này thôi, cũng chưa biết là ở đây có những cái gì cả. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đi khám phá xung quanh thì mới biết được, anh em hiểu không? Di chuyển nào. Không biết là cái quá trình thu phục cái con rắn khổng lồ đó nó sẽ ra sao đây. Trước hết là chúng ta sẽ phải đi khám phá xung quanh cái đã. Vùng đất này cũng có vẻ khá là đẹp đấy chứ nhỉ. Chả có dấu hiệu gì là đang bị quái vật đe dọa cả. Nhưng mà cũng phải cảnh giác vào đấy, bởi vì chúng ta cũng chỉ vừa mới đặt chân lên đây thôi mà, không thể chủ quan được. Ủa mà sao lại có cái nhà gì đây? Này này, lũ các người lại, tại sao lại đặt chân lên lãnh thổ của ta thế này? Hả? Thằng nào kia? Có người sinh sống ở đây sao? Đúng rồi đấy, khu đất này là của ta. Biết điều thì biến khỏi đây đi. Cái gì? Thằng cu này bố láo nhỉ? Có vũ khí hay đồ đạc gì đưa hết đây xem nào. Trời đất, một lũ cướp sao? Có ai không cứu tôi với? Xung quanh đây chả có ai đâu mà cứu. Khốn hồn thì đưa hết quần áo đồ đạc nhanh lên. Đúng rồi, ném hết ra nhanh lên. Biết điều sớm như thế có phải tốt không? May quá, vừa mới đặt chân lên vùng đất này gặp ngay cái thằng cu này anh em ạ. Thế là chúng ta đã có một cái bộ giáp để có thể tiếp tục cái cuộc hành trình đi săn con rắn khổng lồ rồi. Cái gì? Lũ các người định đi săn con rắn khổng lồ sao? Ờ đúng rồi, sao? Có ý kiến gì không? Đúng là kỳ lạ thật. Cứ tưởng cái vùng đất này bị con rắn khổng lồ ăn thịt hết rồi chứ, ai ngờ vẫn còn người sinh sống anh em ạ. Mà thằng cu này có quả tóc gì trông được quá nhỉ, trông cũng chiến quá nhỉ. Có thể làm cho ta một cái quả tóc như thế được không? Ờ dạ vâng vâng, thế thì lại đây để tôi cắt tóc cho. Hả? Thứ đó là gì vậy? Này này, làm cái gì đây? Nó định tấn công chúng ta sao? Thì đây là cái dụng cụ để cắt tóc mà, đừng lo tôi không làm hại các người đâu. Ồ, thì ra cái thứ đó là để làm tóc sao? Hay thế nhở? Người dân trên cái hòn đảo này cũng kỳ lạ thật. Đâu thì cắt thử xem nào.
Trời đất, cái thằng này nó làm cái quả đầu gì đây? Mày có cắt lại cho tử tế hay không hả? Hay là muốn bọn tao ném xuống biển đây? Phải cắt một cái quả đầu nào nhìn nó đẹp trai, nó bố đời một tí chứ. Cắt lại nhanh lên. Kìa, sao cái thằng này nó cắt cái quả đầu gì đây? Quả tóc gì mà nhìn trông giống màu gà thế mày? Cho cơ hội cuối đây nha. Lần này mà cắt không đẹp thì đừng có trách. Chuẩn bị xử nó đi tụi bay. Quả đầu này trông cũng được đấy chứ nhỉ. Anh em thấy tôi nên để quả đầu này thì hãy bình luận xuống phía dưới nha. Chứ không biết là cái thằng kia nó có cắt tử tế cho tôi không nữa anh em ạ. Rồi đây rồi, vào nhà của nó lục soát đi tụi bay, xem có cái đồ nào hiếm hiếm lấy luôn. Này này, lũ ăn cướp các người định lấy của tôi bao nhiêu thứ nữa đây? Ấy dạ, tìm được cả cái cây búa gì đây, trông cũng được quá nhở. À, nó còn nuôi cả một cái con thú gì ở sau nhà đây, cũng được đấy. Nó sẽ là phương tiện của chúng ta. Đó là thú cưng của tôi, đừng có động vào nó. Cưỡi con này cũng được phết này. Hay quá, giờ thì cùng lên đường nào. Chúng ta sẽ phải mau chóng khám phá cái vùng đất này và tìm ra con rắn khổng lồ trong ngày hôm nay. Đi thôi mọi người. Đúng là may mắn thật, vừa mới đặt chân lên vùng đất này phát có ngay quả bộ quần áo mới, có thêm quả đầu mới, lại còn lấy được cả một cái phương tiện nữa chứ. Và trước khi bắt đầu cái cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay thì anh em cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại là trên kênh của chúng ta có tới tận 86% những bạn đang xem chưa bấm vào nút đăng ký kênh. Thế nên hy vọng mọi người hãy giúp tôi một phát nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ây da, cái vùng đất này công nhận đẹp thật anh em ạ. Hòn đảo gì mà xung quanh toàn màu vàng thế này. Không khí thì trong lành, xung quanh thì ít những con khủng long ăn thịt, chỉ toàn là những cái con sông và những cái hồ nước. Chim chóc thì bay lượn khắp nơi. Đúng là một cái vùng đất tuyệt vời, một vùng đất phải nói là đẹp như truyện tranh vậy anh em ơi. Uầy, có cả khỉ hay là gì này. Thậm chí là có cả những cái con hồ ly nữa chứ. Trông cu te thực sự. Tại sao một cái vùng đất tuyệt vời như thế này lại có rắn khổng lồ được nhỉ? Kỳ lạ thật. Liệu con rắn đó đang sinh sống ở trong một cái hang, hay là ở phía dưới lòng đất, hay là phía dưới của một cái con sông? Này này lũ ăn cướp kia, có trả quần áo, vũ khí và thú cưng của ta không? Hả? Cái thằng cu này nó chạy theo chân chúng ta tới tận đây à? Có thật sự là lũ ăn cướp các người định giúp người dân trên hòn đảo này tiêu diệt con rắn đó không đây? Tất nhiên rồi, bọn ta có thể là những cái thằng nó hơi côn đồ một tí, nhưng mà bọn ta thu phục quái vật động vật nó giỏi lắm đấy. Lũ các người tưởng thu phục con rắn khổng lồ trên vùng đất này là dễ dàng lắm sao? Nó chính là nỗi sợ của những người dân nhiều năm nay. Nó không chỉ là một con quái thú khổng lồ, mà nó còn là vị tổ tiên của những loài rắn. Nếu ngươi tới đây không có tác dụng gì thì đi về đi. Càng nói thêm thì bọn ta càng muốn gặp nó thôi. Lũ các người quá khinh thường con quái vật đó rồi. Cách duy nhất để tiêu diệt nó đó chính là thu thập những bảo vật trên vùng đất này. Đó chính là những loại vũ khí từ các vị vua năm xưa để lại. Nó có sát thương cực kỳ lớn, có thể tiêu diệt con rắn khổng lồ kia. Cái gì? Phải đi tìm những bảo vật vũ khí thì mới có thể đánh được con rắn à? Mệt vậy. Nhưng mà nghe cũng thú vị đấy. Thế thì chỉ đường cho bọn ta đi. Ui giời ơi, sao đi tìm bảo vật vũ khí rồi mà toàn gặp mấy cái con gì này? Này thằng kia, từ nãy giờ chúng ta cũng đã đi khá xa rồi, thế tới nơi chưa? Đây đây chính là khu vực này, cùng vào trong nào. Trời đất ơi, lâu đài vua kiểu gì mà toàn mấy cái con gì đây? Mệt thật. Có chắc là cái lâu đài bị bỏ hoang này có bảo vật vũ khí gì không đây? Vậy là trước đây đã từng có một vị vua sinh sống ở đây sao? Thế thì bên trong chắc là nó phải đẹp lắm nhỉ? Trời đất ơi, sao bên trong này tối om vậy? Tới nơi chưa thằng kia? Chạy nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy. Cái khu này rộng thật. Đấy rồi, chúng ta đã tìm thấy cây vũ khí đầu tiên. Ồ, trông cũng được quá nhở. Mau chóng tới khu tiếp theo thôi, nhanh lên nào. Ở trong này tối quá. Ấy da, mỏi chân thật. Tới nơi rồi. Uầy, có vẻ như đây là một cái hang động gì thì phải. Trước đây đã từng có một vị vua sinh sống ở đây sao? Đúng vậy. Và món bảo vật thứ hai mà chúng ta cần tìm, nó đang ở nằm đâu đó xung quanh đây. Công nhận là ở trên hòn đảo này cũng có nhiều vị vua sinh sống nhỉ. Nãy vừa là quả lâu đài, bây giờ lại quả hang động gì đây? Hay thực sự anh em ơi, không biết là trước đây đã từng có bao nhiêu đội quân trên vùng đất này nữa. Đấy rồi, chúng ta đã tìm thấy món bảo vật vũ khí tiếp theo, chính là một cái cây rìu. Ồ, đó là cây rìu của người Viking sao? Được quá nhở.
Giờ thì cùng lên đường tiếp nào. Khu vực thứ ba là gì đây? Lại là một tòa lâu đài khác anh em ơi. Và tòa lâu đài này có vẻ khá là rộng. Uầy. Đúng vậy, đây đã từng là nơi sinh sống của vị vua quyền lực nhất trên cái hòn đảo này. Nhưng mà bây giờ những vị vua đó ở đâu? Tại sao tất cả các tòa lâu đài đều bị bỏ hoang thế này? Có khi nào bọn họ bị con rắn khổng lồ ăn thịt không? Có thể là trước đây con rắn đó đã tấn công khắp nơi xung quanh, khiến cho những tòa lâu đài và những cái hang động nó đều trở nên đổ nát và hoang tàn như thế này. Vậy là tôi đã có câu trả lời. Đúng là con rắn đó thực sự rất là kinh khủng, và chúng ta không thể chủ quan được. Đấy rồi, tôi đã tìm thấy món bảo vật vũ khí tiếp theo anh em ơi. Một cái cây kiếm mọi người ạ. Thanh kiếm này có sát thương thực sự rất là lớn, có thể chặt được cả kim cương này. Vậy là tất cả các món bảo vật đã thuộc về tay chúng ta. Chúng tôi cũng giống một vị vua đấy chứ nhỉ. Giờ thì cùng lên đường và đi truy tìm con rắn khổng lồ nào. Đi thôi mọi người ơi. Ây da, đấy rồi anh em ơi. Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã tới được gần cái khu mà con rắn khổng lồ nó đang sinh sống rồi. Ở đây có một cái nhà gì thế này. Cũng được đấy nhỉ. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ chân tạm ở cái khu này đi, bởi vì cả ngày hôm nay đi cũng hơi mệt rồi. Con rắn khổng lồ nó đang sinh sống ở cái hòn đảo bên kia kìa. Một cái khu vực mà cách đây cũng không quá xa đâu. Đúng là cái khu vực này rồi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Thử nhìn xung quanh xem nào. Mọi thứ trên hòn đảo đó cũng có vẻ khá là bình thường đấy chứ. Chả thấy có gì bất thường cả. Thôi kệ đi, ngày mai chúng ta sẽ thám hiểm sau. Giờ thì nghỉ ngơi ở đây cái đã. Nhớ là ngày mai sẽ phải thật là cẩn thận nha tụi bay. Những bước di chuyển của chúng ta con rắn đó có thể đánh hơi được đấy. Thế nên là chúng ta sẽ phải nhẹ nhàng thôi. Phải cố gắng săn lùng và thu phục được nó. Cho nó ăn cái vật phẩm thuần phục thì nó mới nghe lời chúng ta được. Mà sao tự nhiên lại có cái căn nhà ở đây nhỉ? Kỳ lạ thật. Thật ra cái căn nhà này chính là tôi xây đấy. Hả? Ngươi là người đã xây cái căn nhà này á? Nhưng mà cái khu vực này gần chỗ con rắn sinh sống mà. Đúng vậy. Trước đây tôi cùng với gia đình của mình đã từng có kế hoạch đi săn con rắn, và bọn tôi đã nghỉ chân ở cái chỗ này. Thế nên đó là lý do mà tôi đã xây căn nhà ở đây. Nhưng mà cuộc đi săn đã thất bại, bởi vì bọn tôi không có những cây bảo vật vũ khí như bây giờ. Thế nên gia đình của tôi đã hy sinh. Ồ, ý ra là vậy. Thảo nào mà cái căn nhà kia nhìn giống hết cái căn nhà lúc ban đầu chúng ta gặp. Đúng là đều từ một bàn tay người xây ra có khác. Giống nhau y như đúc. Thôi vào trong nghỉ ngơi nào. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm để truy tìm con rắn đó. Không phải lo đâu. Ôi giời, trời sáng rồi sao? Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi mọi người. Cũng ra ngoài chuẩn bị đi săn con rắn khổng lồ nào. Trước hết là chúng ta sẽ phải đập những cái tảng đá và chặt những cái khúc cây ra, để chế tạo những cái con thuyền để chúng ta có thể băng qua cái bờ biển kia. Nhanh lên nào. Ok, xong rồi, lên thôi mọi người. Đây là cơ hội để chúng ta có thể báo thù cho tất cả những người dân làng, tất cả những vị vua đã từng bị con rắn kia ăn thịt. Cố lên nào, chúng ta sẽ làm được thôi. Tất cả mọi người hãy thật là cảnh giác và đi sát nhau vào nha. Giữ vị trí để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ok, bọn tôi đã đặt chân lên được cái hòn đảo này rồi này. Cùng đi thám hiểm nào. Có vẻ như xung quanh đây toàn là những cái chất độc anh em ạ. Úi dồi ôi, vùng đất gì mà quái dị vậy trời. Nhìn kìa, mặt nước nó còn nổi mấy cái bong bóng lên chứ. Acid hay gì vậy? Cẩn thận đừng có chạm vào mấy cái vùng acid đấy nha. Toàn là mấy cái chất độc đấy. Mà từ từ, con gì kìa? Úi dồi, nó bắn kìa. Thứ gì vậy? Có vẻ như nó là một cái con rắn con anh em ạ. Là con của cái con rắn khổng lồ mà bọn tôi đang tìm kiếm. Úi dồi ôi, nó có thể bắn được ra cả acid à? Kinh thật. Gọi là rắn con thôi nhưng mà con này cũng to phết đấy chứ. Úi dồi, né đòn nha mọi người. Chém nó đi, chém nó đi. Đúng rồi. Hay lắm. Phải thế chứ. Lên đường tiếp nào. Chắc chắn là con rắn khổng lồ mà chúng ta đang tìm nó chỉ ở đâu đó xung quanh đây thôi. Cẩn thận mấy cái vùng dung nham như thế này nha. Rơi xuống phát là thành thịt nướng luôn đấy. Ui dồi ôi, xác của con gì thế này? Kinh khủng thật. Vùng đất này đúng là không bình thường một chút nào anh em ạ. Ui trông này, vùng này là đầm lầy hay gì này? Tuy là bọn tôi có những cây vũ khí bảo vật cực kỳ mạnh trên tay, nhưng mà vẫn cảm thấy sợ hãi khi đặt chân lên vùng đất này. Bởi vì nói thật là cái khu này nó quái dị lắm.
Từ trước tới giờ bọn tôi chưa bao giờ đặt chân lên vùng đất nào mà nó kỳ lạ như thế này cả. Đấy ra, đấy rồi. Bọn tôi vừa mới thu phục được một số những cái con rồng anh em ơi. Bọn tôi vừa cho bọn nó ăn những cái vật phẩm thuần phục xong. Và cuối cùng cũng thành công. May quá. Tưởng gì chứ dăm ba mấy con rồng này bọn tôi thu phục suốt ngày ấy mà. Anh em không phải bất ngờ gì đâu. Chúng ta cùng chuẩn bị cưỡi lên nó nào. Cái khu vực hang động mà con rắn sinh sống ở ngay trên kia hay sao ấy. Nhanh lên mọi người ơi. Mỗi người cưỡi một con. Lâu lắm mới được cưỡi mấy cái con rồng như thế này chứ. Ui dồi ôi. Đỉnh thực sự. Thực sự thì cái lựa chọn thu phục con rồng như thế này để cưỡi nó rất là hợp lý anh em ạ. Bởi vì rồng có thể bay lên trời mà. Bọn tôi có thể tránh được những cái con rắn rết nó bỏ ở dưới. Đó. Nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều anh em ơi. Ủa anh, nhưng mà cẩn thận mấy con rồng xung quanh nha. Mấy con đấy chưa được thuần phục nên là nó sẽ tấn công chúng ta đấy. Nhanh lên nào. Đây rồi, cửa hang đây rồi. Mau chóng vào trong thôi mọi người. Thực sự là những con rồng khác nó đang tấn công bọn tôi. Ủa ơi, đúng vậy. Chạy hết vào trong đi nào. Bỏ mấy con rồng đấy lại đi. Kinh khủng thật. Bọn tôi chỉ thu phục được 4 con thôi anh em ạ. Thế nên cả đàn bọn nó đã tấn công bọn tôi. May mà thoát được. Ok, chúng ta sẽ tấn công mấy cái con trong này và tìm ra con rắn khổng lồ nào. Chắc chắn là trong hang động này cũng toàn mấy cái con rắn rết gì kinh lắm. Kìa kìa, có cả nhện kìa. Cẩn thận nha. Với mấy cây vũ khí này khỏe thật. Chặt một phát bọn nó đi luôn rồi. Kìa, có cả bọ cạp kìa. Ok, bọn tôi đã tới được cái khu vực bên trong. Xung quanh đây thực sự là toàn rung nham thôi anh em ạ. Trượt chân một phát là thôi, đi luôn. Thế nên là chúng ta sẽ phải cẩn thận. Cố gắng giết hết mấy con xung quanh kìa đã. Xong rồi đi tìm con rắn sau. Chứ bọn này nó đông quá. Ui dồi ôi, con gì đấy. Ui dồi. Đánh cho phát bay luôn kìa. Ô, con rắn đang ở ngay dưới kia kìa. Ui dồi. Không thể tin được nó lại to như vậy anh em ạ. Ok ok, chuẩn bị tiếp cận rồi dụ nó ra ngoài nào. Bởi chúng ta sẽ không thể đánh nó ở trong này được. Đây là lãnh địa của nó mà. Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người. Chúng ta sẽ đồng loạt dụ nó ra ngoài. Xong rồi tấn công thẳng một mạch luôn. Từ từ nha. Con rắn đó có vẻ đang nhìn đi đâu kìa. Kinh thật anh em ơi. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một cái con rắn nào mà nó kinh khủng như vậy. Không biết là bọn tôi có thể dụ nó được ra ngoài không nữa. Rồi, chạy nào, nhanh nào mọi người. Luồn lách đánh võng dụ nó ra ngoài nhanh lên. Rồi. Nó đã ra được khỏi cửa hang rồi. Ôi, kinh quá anh em ơi. Hy vọng là kế hoạch này sẽ thành công. Chúng ta không thể bỏ mạng ở đây được. Cố lên nào. Nó không phát hiện ra chúng ta đâu. May mà có những cái con rồng này nó tấn công con rắn để bọn nó đánh nhau chứ. Thực sự là bọn tôi quá bé để con rắn kia nó phát hiện ra. Rồi. Cứ để nó luồn ra ngoài đi. Ok. Trong lúc nó tàn phá xung quanh thì chúng ta sẽ chặt thẳng vào cái đuôi của nó nào. Nhanh lên mọi người. Chúng ta sẽ làm được thôi. Ngày hôm nay con rắn khổng lồ này sẽ thuộc về tay chúng ta. Nhưng mà nó bỏ nhanh quá. Sao mà có thể bắt được nó đây. Chạy từ nãy giờ bọn tôi vẫn chưa đuổi kịp được nó anh em ạ. Nào. Rồi. Chạy nhanh vậy. Chỉ cần chém một phát thôi là nó sẽ bị trọng thương. Sau đó tấn công sẽ dễ hơn. Rồi. Đau đớn chưa mày. Nó đã trúng một nhát chém từ cây vũ khí bảo vật của tôi rồi. Hay lắm. Cẩn thận nha. Nó đã mất kiểm soát rồi đấy. Ui ôi. Gì vậy. Nó còn đẻ cả ra những cái con rắn con chứ. Xử lý hết bọn này nào. Rắn con gì mà đông vậy. Đấy rồi. Tấn công dồn dập vào nó nào mọi người. Không được để nó thoát. Con rắn này càng ngày nó càng đang mất kiểm soát rồi.
bởi vì nó đã ăn những nhát chém từ cây vũ khí bảo vật của tôi. Cảm giác như là nó đang mất ý thức và không còn thông minh nữa. Cố lên nào mọi người, nó không thấy được chúng ta đâu. Kế hoạch đã thành công rồi. Giờ thì tấn công thật mạnh là được. Không thể tin được mọi người, bọn tôi vừa thực sự tiêu diệt được con rắn khổng lồ thì phải. Nó vừa bị văng đi đâu đó rồi. Đấy đấy đấy, phía bên này này. Hay quá. Uầy, công nhận đúng là một cái kỳ tích anh em ơi. Giờ thì cho nó ăn vật phẩm thuần phục nào. Nó sẽ trở thành thú cưng của chúng ta mà thôi. Và sau cái cuộc hành trình dài vừa qua thì cuối cùng bọn tôi cũng đã bắt được cái con rắn đó anh em ạ. Bây giờ thì cuộc sống nó đã yên bình trở lại cho những người dân làng rồi. Bọn tôi đã xây được những cái căn nhà mới và cả một cái khu vực để có thể sinh sống ở trên hòn đảo này. Đúng là một cái nơi rất là xanh sạch đẹp anh em ơi. Mọi người thấy chưa? Những căn nhà hay là hàng rào các thứ là bọn tôi cũng đóng hết lên rồi. Mọi người thấy cái khu này bao điểm đây? Hãy bình luận xuống phía dưới nha. Phải nói là một nơi đẹp như trong mơ vậy chứ còn gì. Đấy, mai sau bọn tôi sẽ chăn bò chăn gà các thứ nữa. Còn con rắn khổng lồ thì đây, tôi đã chính thức thu phục được nó anh em ạ. Trông to lớn thực sự luôn. Úi dồi ôi, hoành tráng chưa. Đây để tôi xuống phía dưới cái thân nó cho anh em xem. Đó. Úi dồi ôi, hơi bị chất chơi người rơi chứ còn gì nữa. Tôi đang chính thức đứng trên thân hình của tổ tiên loài rắn anh em ạ. Xịn chưa. Để mà bắt được cái con rắn này thì phải nói là một cái hành trình cực kỳ điên rồ. Một hành trình rất là mạo hiểm luôn. Và thậm chí bây giờ tôi có thể cưỡi được nó này. Tôi có thể điều khiển nó luôn anh em ạ. Đó, bò bò các thứ này thấy chưa. Úi dồi ôi, thế này đi khủng long làm gì. Thậm chí là tôi có thể dùng nó để chui xuống mặt đất nữa cơ. Đó, anh em thấy chưa. Úi dồi ôi, di chuyển dưới lòng đất. Nói là ngầu hết nước chấm luôn. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ là tôi đang tàn phá thiên nhiên nhé. Tôi chỉ đang test thử sức mạnh của nó thôi. Tôi không có tàn phá gì đâu anh em hiểu không. Tôi dùng thử cho mọi người xem thôi. Ui, có thể bơi được cả dưới nước nữa này. Hảo chưa. Nếu mọi người thích cái video này cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Và có lẽ là video này chúng ta tới đây được rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với tựa game ARK. Lại là tôi đã với đây. Và ngày hôm nay thì anh em có thể nhìn xung quanh này. Hiện tại tôi đang có mặt ở một cái hòn đảo trông rất là kỳ lạ anh em ạ. Không không, thật ra không phải là bọn tôi đang đi du lịch hay là gì đâu. Mà là bởi vì bọn tôi có nghe nói là ở trên cái hòn đảo này ý, đang xuất hiện một con sinh vật nó rất là kinh khủng. Đó chính là một con cá sấu khổng lồ. Hay có thể nói thì nó là tổ tiên của loài cá sấu ý. Không biết là nó sẽ khác biệt gì so với những con cá sấu bình thường nữa anh em ơi. Nhưng mà tôi có nghe nói là nhiều năm về trước thì cái con cá sấu này nó đã tiêu diệt toàn bộ người dân sinh sống ở trên hòn đảo. Thế nên bọn tôi cũng đang khá là tò mò, không biết là nó có cái sức mạnh gì mà có thể kinh khủng như vậy. Và đó là lý do mà bọn tôi đang có mặt ở đây. Thực sự để mà nói về cá sấu thời tiền sử thì trước đây bọn tôi cũng đã săn rất là nhiều rồi. Nói chung bọn nó không phải là những cái sinh vật quá mạnh mẽ so với bọn tôi. Nhưng mà đối với một con được mệnh danh là tổ tiên của loài cá sấu thì nói chung là chúng ta vẫn phải thận trọng anh em biết không. Ấy da, vùng đất này có vẻ khá là khô cằn nhỉ. Nhìn xung quanh trông nó rất là hoang tàn anh em ơi. Và bọn tôi thì cũng không có ý định là xây nhà xây cửa xong rồi sinh sống ở đây một thời gian hay là gì đâu. Bởi vì cái khí hậu ở đây nó chán đời lắm.
Thế nên là chúng ta phải tranh thủ chuẩn bị đồ đạc các thứ xong rồi lên đường luôn thôi. À đây, giới thiệu với mọi người, đây là con thú cưng mới của tôi này. Tôi vừa mới bắt được nó anh em ạ. Không biết đây là cái con gì nữa. Hình như là rái cá hay là cái con trồn gì đúng không? Nhìn trông cũng đáng yêu đấy chứ. Mỗi tội là hơi to lớn một tí thôi. Nào, hạ thấp cái lưng xuống để tao cưỡi lên xem nào. Ấy da, ngồi cũng êm phết này. Nào thử đi lại xung quanh xem nào. Rồi lên bờ thử xem nào. Ui giời ơi, đáng yêu thực sự anh em ơi. Tuy là vùng đất này hơi xấu xí nhưng mà có nhiều con sinh vật cũng hay thật. Và cái con này thì bơi cũng khá là nhanh này. Hợp lý. Ở kìa, sao lại dìm ta xuống nước thế cu? Nào nào nào, sao lại đang bơi lật ngửa vậy cu? Ở kìa. Thôi, tập trung vào chủ đề chính nào. Bây giờ lôi hết vũ khí ra để kiểm tra lại xem là đủ chưa. Nói chung thì trong một chuyến phiêu lưu nguy hiểm và đi xa nhà như thế này thì bọn tôi không thể thiếu được những cái cây vũ khí mới anh em ơi. Bọn tôi đã chế tạo ra được những cái chiếc rìu rất là xịn sò con bò này. Đó, phải chuẩn bị kỹ như vậy chứ không thể nào dùng mấy cái giáo gỗ các thứ để đi săn vua cá sấu được anh em biết không? Nó sẽ rất là nguy hiểm. Và bọn tôi cũng chưa biết được là trên hòn đảo này sẽ có những sinh vật gì nó đáng sợ nữa. Thôi cứ đi vài vòng loanh quanh đây xem sao. Hiện tại chúng ta chỉ đang ở rìa đảo thôi chứ chưa vào sâu bên trong đâu. Thế nên là cứ bình tĩnh từ tốn. Thôi mấy thằng kia, đánh mấy con khủng long đấy làm gì? Chúng ta tới đây có phải là để vui chơi xung quanh đâu. Nào đừng có đuổi mấy bọn đấy nữa. Mục tiêu của chúng ta là đi săn vua cá sấu cơ mà. Đây, leo lên phía trên cao này đi. Chúng ta phải tìm một chỗ nào đó để có thể nhìn bao quát cả cái hòn đảo này. Đấy rồi, đây rồi. Ấy da, cao thực sự anh em ơi. Mọi người có thể nhìn xung quanh này. Hòn đảo này nó vẫn chứa những cái di tích từ ngày xưa để lại, nơi mà tất cả những người dân cùng đứng lên chống lại vua cá sấu. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát mà thôi. Và chắc chắn cái con tổ tiên cá sấu đó nó vẫn còn sống. Và nó đang nằm ở một cái khu vực bất kỳ trên cái hòn đảo này. Vậy thì trước khi bắt đầu, anh em cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại là trên kênh của chúng ta có tới tận 85% những bạn đang xem chưa bấm vào nút đăng ký kênh. Thế nên hy vọng mọi người hãy kéo xuống và bấm giúp tôi một phát nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ây da, tôi đã tìm thấy một khu vực đầm lầy rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là khả năng sẽ có những con cá sấu nó sinh sống ở đây. Và đặc biệt là cái con tổ tiên cá sấu, vua cá sấu gì đó mà tôi đang nói tới đây này. Thường thường là những con cá sấu nó chỉ có thể sống ở đầm lầy như thế này thôi. Chứ nó không thể nào mà sống ở trên núi hay là ở Bắc Cực hay là sa mạc hay là gì được. Và tôi tin là con tổ tiên vua cá sấu kia nó cũng đang ở đây. Từ từ nha, dọn dẹp mấy cái con cá vớ vẩn đấy đi nào. Sau đó thì lục soát xung quanh cả cái khu đầm lầy này. Úi dồi ôi, rộng thế nhở. To thực sự anh em ơi. Đây chắc phải là một cái đầm lầy khổng lồ ấy chứ không đùa đâu. Úi dồi ôi. Nhưng mà liệu cái con vua cá sấu nó đang ở đâu ta? Cả những con cá sấu con nữa. Chạy nãy giờ chả thấy cái gì là sao nhỉ? Một cái đầm lầy to lớn khổng lồ như thế này mà sao xung quanh nó vắng vẻ thế nhỉ? Có lẽ nào cá sấu trên hòn đảo này nó tuyệt chủng rồi sao? Không thể như vậy được. Từ từ, có cái gì đó đằng trước kìa. Thử chạy ra kiểm tra xem sao. Cái thứ to to này là gì đây? Rễ cây à? Ảo thế nhở? Xung quanh có rất nhiều những cái vật thể và những cái rễ cây khổng lồ anh em ơi. Không biết là nó để làm gì nữa. Ồ, có một khu nhà trên này này. Thử chạy ra đó kiểm tra xem sao. Xem là có tìm được thông tin gì về con vua cá sấu không. Chúng ta phải lục soát và tìm kiếm manh mối về nó thôi anh em ơi. Chứ thực sự bây giờ tôi cũng không biết là con cá sấu đó đang trốn ở đâu cả. Khu nhà này có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nó được xây từ những người dân đã từng sinh sống trên cái hòn đảo này hàng trăm năm qua. Chắc chắn là nó sẽ có một thông tin gì đó về con cá sấu mà chúng ta đang tìm kiếm. Thử vào đây xem nào. Trống rỗng à? Kỳ lạ thế nhỉ? Đừng bảo là cái khu này chả có gì cả nhá. Lục soát thật là kỹ xem nào. Không thể nào chúng ta tới đây mà đi về với bàn tay trắng được. Cái gì cơ? Voi à? Úi dồi ôi, mấy con voi này là thể loại gì mà trông lạ này. Nào nào nào. Ôi mà, ai làm gì tụi bay đâu. Thôi xong rồi, mấy bọn voi này nó tấn công bọn tôi rồi. Cẩn thận nhá, đừng để nó húc chúng đấy. Khổ thế nhở, sao lại có cả voi sinh sống ở đây nhở. Mấy cái bọn voi này chắc là phải mấy trăm năm tuổi rồi chứ không đùa đâu. Rồi, xong một con. Cũng may là bọn này nó cũng không khỏe lắm anh em ơi. Được cái to xác thôi chứ làm được cái gì. Da của bọn nó rất là mỏng.
Thế nên là bọn tôi có thể ném những cái mũi giáo này xuyên qua người. Và nhược điểm của mấy cái bọn voi này là tốc độ, bọn nó đi rất là chậm. Thế nên để tiêu diệt những con voi này và dụ nó thì bọn tôi sẽ phải chạy một vòng như thế này này, chứ không chạy thẳng anh em nhá. Đó, nó sẽ không thể quay đầu kịp và không thể bắt nổi bọn tôi. Nào, nằm đi cu. Gì mà ghim mấy chục cây giáo vào người rồi mà vẫn đuổi theo bọn tôi được là sao? Gì mà trâu vậy? Nào, nằm đi, nằm đi. Đó, phải thế chứ. Thế có phải ngoan ngoãn không? Vớ vẩn. Phía trên này có cả một dãy nhà này. Vào lục soát xung quanh xem là có thông tin gì về vua cá sấu không. Tìm thật là kỹ vào nhá. Phải tìm những cái cuốn sổ hay là những cái tờ giấy ghi chép gì đó về cái con tổ tiên cá sấu này. Tìm thấy rồi thưa đại ca. Em đã thấy một mảnh giấy ghi về thông tin của con vua cá sấu này. Hả? Thấy rồi sao? Thế tờ giấy đó ghi gì? Cho ta biết vị trí của con vua cá sấu đang ở đâu. Hiện tại thì vua cá sấu đang sinh sống ở phía dưới lòng đất trên cái hòn đảo này. Có nghĩa là nó đang ở dưới chân chúng ta đấy thưa đại ca. Cái gì? Nó đang sống ở dưới chân chúng ta á? Thế phải chui xuống đất để tìm nó à? What the hell? Đúng vậy. Nó đã ngủ sâu ở dưới đấy hàng trăm năm nay rồi. Và chỉ có một cách để có thể gọi nó lên bờ. Đó chính là chúng ta phải tấn công một cái rễ cây khổng lồ trên hòn đảo này. Cái rễ cây đó là nơi liên kết tới hang ổ của con cá sấu. Và nó sẽ kích động con cá sấu trỗi dậy. Cái gì? Phải tấn công vào một cái rễ cây khổng lồ để gọi nó lên sao? Hình như đó là cái thứ mà chúng ta nhìn thấy ở khu đầm lầy lúc nãy thì phải. Được đấy, chuẩn bị lên đường nào. Bọn dân làng ở đây còn để lại một cái thanh kiếm gì này. Lấy luôn đi. Thật ra là con cá sấu này nó cũng già rồi đấy thưa đại ca. Nó cũng phải hàng nghìn tuổi rồi. Và trong trận chiến nhiều năm trước với người dân trên hòn đảo này, nó cũng đã bị trọng thương. Thật vậy sao? Thế thì càng tốt, càng dễ bắt nó chứ sao. Giờ thì cùng đi gọi nó nào. Đấy rồi, chính là cái rễ cây này phải không? Chính là nó đấy. Giờ thì tấn công cái rễ cây đó và gọi con vua cá sấu ra đây. Đứng ở đấy đợi nhá. Việc này chắc nó cũng sẽ đơn giản thôi, nó không mất thời gian đâu. Đó là tiếng kêu của nó đấy đúng không? Vậy là chúng ta đã tấn công cái rễ cây và kích động con cá sấu ở phía dưới lòng đất. Kìa, nó chui lên rồi kìa. Uầy, sao to vậy trời? Tưởng là nó chỉ mạnh hơn những con cá sấu bình thường thôi chứ. Không ngờ là nó lại to như vậy. Trước hết là phải chạy ra khỏi cái đầm lầy này đi. Bây giờ phải tìm ra một cái vùng đất bằng phẳng nào và dụ nó ra đấy thì nó sẽ dễ hơn đấy. Nhanh nào, nhanh nào. Ui dồi ôi. Chạy 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 nhanh chạy nhanh. Con cá sấu này may là nó già rồi anh em ơi, nó không đuổi kịp bọn tôi đâu. Kìa, cẩn thận ngay sau lưng kìa. Không thể tin được anh em ơi. Không thể ngờ là con cá sấu đấy nó già rồi mà nó vẫn còn khỏe với cả to lớn như vậy. Nếu mà bọn tôi cầm rìu lao thẳng vào nó thì thực sự nó sẽ rất là nguy hiểm. Bọn tôi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta phải làm gì ở đây ca? Có lẽ nào bỏ về sao? Ai mà biết được cái con đấy nhìn kinh khủng như vậy chứ. Nếu nó nhìn như những con cá sấu bình thường thì chúng ta đã có thể lao vào đánh nó rồi. Thôi bây giờ cố gắng nghĩ cách để tiêu diệt nó đi. Chúng ta là những thợ săn quái vật mà, cũng thể bỏ cuộc được. Để xem nào. Ở trong này có ghi là có một cây vũ khí được tẩm độc, có thể đánh ngất con cá sấu đó chỉ trong một đòn. Có vũ khí tẩm độc đánh ngất nó chỉ với một đòn á? Gì mà nghe hoang đường vậy. Trước đây những người dân trên hòn đảo này đã chung tay chế tạo cây vũ khí đó, nhưng mà họ chưa kịp sử dụng thì đã bị ăn thịt rồi. Ồ, thế thì được. Thế thì đi lấy cây vũ khí đó rồi cho nó one hit luôn. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng khi đại ca leo lên người của cá sấu và đánh vào đỉnh đầu của nó thôi. Và cây vũ khí này cũng chỉ dùng được một lần. Nếu đại ca đánh nhầm vào người, không đánh trúng đỉnh đầu của nó, thì coi như là chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cây vũ khí sẽ mất tác dụng. Trời đất, thế thì khó đấy. Vậy là chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, và làm phải thật là hoàn hảo thì mới có thể tiêu diệt được. Hiểu rồi. Để leo được lên người con cá sấu đó và đánh trúng đỉnh đầu của nó thì nói chung là chúng ta sẽ phải bày ra những cái kế hoạch thật là kỹ lưỡng. Đúng vậy thưa đại ca. Và sáng mai chúng ta sẽ cùng lên đường đi tìm cây vũ khí này. Ok, vậy là cây vũ khí đó đang ở cái khu này đúng không? Tỏ phết nhở. Ấy dạ, cẩn thận kia. Ok, tiến vào sâu bên trong nào. Phải lấy được cây vũ khí tẩm động này thì mới có thể tiêu diệt được con vua cá sấu anh em ơi. Đây là cách duy nhất rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ làm thế nào tôi có thể tiếp cận được nó và leo lên đánh vào cái đỉnh đầu của nó được đây. Tới nơi rồi thưa đại ca.
cái vũ khí tầm độc đó đang nằm ở trong cái hang này. Ok, tìm thấy rồi này. Trông cũng được quá nhở. Nhiều năm về trước, những người dân trên hòn đảo này đã xây nên cái hang này và cất cây vũ khí ở đây sao? Đúng vậy. Nhưng mà họ chưa sử dụng thì họ đã bị ăn thịt hết rồi. Thế nên chúng ta sẽ thay họ làm việc này. Vậy quan trọng là bây giờ phải làm thế nào để có thể tiếp cận được con cá sấu đó đây? Đại ca hãy nhớ là phải đánh trúng đỉnh đầu. Và cây vũ khí này chỉ sử dụng được một lần thôi. Đánh trượt là coi như bỏ luôn. Rồi, thế thì có một cách. Chúng ta sẽ xây một cái chuồng để dụ con cá sấu đi vào trong này. Một cái chuồng thật là to vào. Đúng rồi. Sau khi dụ nó vào đây thì chúng ta sẽ tìm cách để cho nó lòi đầu ra ngoài. Thế là được. Bây giờ hai tụi bay đi kiếm thêm gỗ với sắt đi, để còn lấp cái chuồng lại nữa. Và đích thân ta sẽ là người dụ nó đi vào trong, hiểu chưa? Đấy rồi, cũng may là cái khu này nó gần đầm lầy anh em ơi. Thế nên là con cá sấu nó ở ngay đây. Tôi đã dụ được nó gần khu này rồi. Từ từ nào. Trước khi dụ nó vào trong chuồng thì tôi sẽ phải khiến nó mệt đi cái đã. Chứ nếu không, nếu lát nữa nó đuổi tôi thì nó có thể bắt kịp tốc độ của tôi bất cứ lúc nào. Ủa ôi. Bên này này cá sấu ơi. Rồi lại đây mà đuổi này. Đây bên này cơ mà. Núp sau tảng đá này sao mà đuổi được. Đâu rồi? Ủa ôi. Vài bước chân nữa là tới cái chuồng rồi anh em ơi. Nhưng mà nếu bây giờ chạy thẳng sang đó có ổn không ta? Từ từ đã. Ủa ôi, từ. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải làm vài vòng nữa cho nó mệt đi đã. Sau đó mới chạy vào chuồng được. Chứ vớ vẩn đi luôn đấy, không đùa đâu. Thế rồi, vào chuồng nào. Đúng rồi. Ok. Rồi. Nào rồi đuổi nó đi. Ăn bẫy rồi nha cu. Cá sấu khổng lồ à. Đúng rồi, lấp lại hết chỗ này đi. Vậy là bọn tôi đã nhốt được con cá sấu này rồi anh em ơi. Giờ thì phải tìm cách để tiếp cận cái đỉnh đầu của nó nào. Hay là bọn tôi đợi tới trời tối xong rồi. Úi dồi. Nó phá được chuồng rồi kìa. Gì vậy? Úi xong rồi, hỏng hết kế hoạch rồi. Chuyển sang phương án B đi mấy thằng kia. Đi nhặt đá xung quanh đây, xây một cái chuồng đá đi. Chứ chuồng gỗ không ổn đâu. Không ngờ là hàm răng của nó khỏe tới nỗi có thể phá được cả cái chuồng kia anh em ơi. Nào. Ai làm gì đâu, cá sấu. Nó có vẻ đã mệt rồi. Xây nhanh cái chuồng đá đây nào. Chứ không còn sức mà chạy nữa đâu. Cũng may là con cá sấu này nó già rồi. Chứ nếu không thì từ nãy giờ bọn tôi đi rồi đấy. Thôi. May quá, xây xong cái chuồng đá rồi. Vào nhanh nào. Bây giờ tôi phải dụ nó vào đây đã. Ok, đóng cửa. Rồi. Tôi nghĩ là cái chuồng đá này nó sẽ không thể phá nổi đâu. Lấp cái lối sau lại đi nha thằng kia. Không là nó ra ngoài bây giờ, đúng rồi. Nó trong nghĩ cách để tiếp cận nó thôi. Thì nếu không cái chuồng đá này cũng không ổn đâu. Ồ, thằng kia mang cái gì tới vậy? Một con chim à? Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng con chim này để bay lên cao. Sau đó nhảy từ trên xuống. Rồi đánh thẳng đỉnh đầu của nó là được. Nào, nhưng mà từ từ nha. Cách này có vẻ cũng không ổn lắm anh em ơi. Giờ mà lao xuống thì khác nào nhảy thẳng vào mồm nó. Được rồi. Làm thế nào với ta? Cá sấu này rất khó để tiếp cận. Hay quá. Thằng đệ của tôi dụ được nó rồi kìa. Đúng rồi, cứ dụ như thế đi. Nó đang không chú ý tới tôi rồi. Đúng rồi, nào. Ok. Chúng ta đã thành công rồi. Tôi đã đánh trúng đỉnh đầu của nó với cây vũ khí tầm độc này. Hay quá. Không thể tin được anh em ơi. Để bắt con cá sấu khổng lồ này bọn tôi đã phải trải qua rất nhiều. Cái thứ nó nguy hiểm. Cũng may là kế hoạch này thành công. Uầy, may mắn thật. Vậy là giờ chỉ cần cho nó ăn vật phẩm thuần phục thôi là nó sẽ trở thành thú cưng của chúng ta. Một con siêu cá sấu khổng lồ. Xôi ôi, ngầu lòi chưa. Anh em thấy sao? Con này chắc là phải to bằng một con khủng long cổ dài ý chứ nhỉ. Vậy là trong chuyến phiêu lưu này có vẻ nó hơi nguy hiểm một chút, nhưng mà nó cũng đã thành công tốt đẹp rồi. Và nếu mọi người thích cái video này thì cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.